người ta hay có phát mấy cái tờ rơi là mọi người sẽ thấy những cái ký tự đặc biệt, ví dụ như là Recording in progress. Phát mấy cái tờ rơi mọi người thấy những ký tự đặc biệt, ví dụ như là cuốn sách hoặc là cái điện thoại ha. Đấy, thì ở đó thì người ta sẽ sử dụng những cái ký tự đặc biệt này, được chưa? Trong cái từ đặc biệt này thì có những cái gì, thì trong cái trường hợp mà chúng ta cần chèn những cái từ đặc biệt á vào trong văn bản thì mọi người sẽ thấy có gồm các dấu mũi tên, dấu alpha, dấu beta, và cái này thì mọi người có thể là gì soạn trong cái slide của mọi người để gì mai mốt đưa lại trước sau gì học bên mấy cái này thì trước sau cũng có báo cáo slide ha, thì mọi người sẽ chèn vô ha thì, những cái từ đặc biệt này nha. Và chúng ta sẽ tiến hành như sau. Đầu tiên là mọi người đặt con chó tại vị trí mà cần chèn, sau đó mọi người dùng cho cái đó là insert symbol. Và trong hộp thoại mà insert symbol này khi mà nó xuất hiện thì chúng ta sẽ chọn một ký hiệu cần chèn và sau đó chúng ta nhấn nút insert và cancel để chúng ta chèn. Và khi mọi người nhớ rằng mọi người nhấn bao nhiêu lần insert thì nó sẽ chèn bấy nhiêu cái ký tự vô ha, bấy nhiêu lần ký tự đặc biệt vào, được chưa? Cứ một lần nhấn insert nó sẽ chèn một ký tự đó. Nếu như mọi người chọn một ký tự thì nó chèn, ví dụ mọi người nhấn hai lần thì nó sẽ chèn hai lần ký tự, được chưa nào? Rồi, đây là cái bảng mà của Winding trong cái bảng mà Symboy, trong cái ký tự đặc biệt của mọi người. Và ở đây thì chúng ta sẽ chọn mặc định cho một các bạn đó là gì, click vào đây để các bạn trong cái vòng mà chọn phong này nè, thì click vào đây để các bạn chọn cái biểu tượng hay là dùng cái hay là dùng thường nằm trong cái biểu tượng thường dùng nằm trong các cái nhóm đó là Winding. Ở trong đây Winding thì chúng ta sẽ có là Winding 1, Winding 2 và Winding 3. Nhưng mà thường thường thì mọi người chọn Winding thì nó sẽ có đầy đủ hơn ha. Đó. Và trong trường hợp chúng ta phải chèn lặp đi lặp lại nhiều lần một cái ký hiệu nào đó, một ký tự đặc biệt nào đó, thì chúng ta có thể định nghĩa một cái tổ hợp phím tắt đó là trong cái phần mà Sorcerer's Gate, và cho là cái ký hiệu đó là bằng cách là mọi người click chuột vào cái nút là Sorcerer's Gate, và khi đó thì hộp thoại nó sẽ xuất hiện như sau đây ha. Mọi người chỉ cần nhắm vào cái Sorcerer's Gate đây này, thì khi hộp thoại nó xuất hiện ra đây thì mọi người sẽ chọn là gì, chọn cái symbol mà mọi người cần chèn á, rồi sau đó mọi người sẽ định nghĩa cái mọi người tạo cho nó một cái tổ hợp phím, một tổ hợp phím tắt ha. Và trong chơi trong cái hộp thoại này thì chúng ta sẽ nhấn vào cái nút đó là admin, rồi sau đó mọi người nhấn close. Và mọi người chú ý đó là gì, khi mà định nghĩa cái tổ hợp phím tắt riêng gì vậy ngồi hát nữa khi mọi người định mọi người nhớ đó là gì, khi mọi người định nghĩa tổ hợp phím tắc riêng thì chúng ta không có nên đặt trùng với những cái tổ hợp phím tắc đã được định nghĩa sẵn của Word. Tại vì nếu như mọi người mà dùng cái tổ hợp phím tắc định nghĩa mà sẵn của Word á, thì khi mọi người soạn thảo mọi người nhấn ra ví dụ Ctrl A, Ctrl B, Ctrl C, Ctrl R, Ctrl H á, thì quá trình đó thì gì, nó không ra cái tổ hợp phím tắc cho mọi người, mà không gì nó sẽ ra cái từ đặc biệt ha. Vì nó sẽ làm thay đổi cái mấy cái đó, thì mọi người khi mọi người sử dụng á thì rất là khó nhá. Dạ, cho nên nhớ là không được sử dụng cái tổ hợp phím tắc đã được định nghĩa sẵn ở trong cuộc nha. Đấy. Rồi, thứ hai đó là chúng ta tiếp tục đi qua cái mà soạn thảo văn bản, định dạng cái văn bản bằng paragraph ha. Thì định dạng văn bản bằng paragraph này là gì? Để mục đích dành cho mục đích để dùng cho cái định dạng văn bản này thì gì? Định dạng văn bản sao cho đẹp mắt và rõ ràng thì chúng ta phải định rõ cái khoảng cách giữa các cái dòng, giữa các cái đoạn, các cái canh lề văn bản và khoảng cách của các cái văn bản. Và thao tác mà paragraph này cho phép chúng ta là gì? Làm được những cái điều này. Bây giờ có thể là thuộc ra, thuộc vô. Bây giờ dòng bên trái á, bên trái thì cái gì? Dòng đầu tiên thường thường là các bạn sẽ thuộc vô. Giống như một mọi người mà trong làm văn vậy, đúng không ạ? Thì thường thường cái dòng đầu tiên sẽ thuộc vô ví dụ 1 đến 2 ô, còn cái dòng còn lại thì không có thuộc vào, được chưa? Đó. Rồi và khoảng cách giữa các cái dòng có thể là 1.5 hoặc là 1.15. Rồi khoảng cách giữa các dòng là cách nhau khoảng 6 feet đến 10 feet ha. Thì trước hết thì chúng ta phải đặt câu trỏ soạn thảo vào trong cái văn bản mà chúng ta cần định dạng. Rồi sau đó thì gì? Hoặc là tiến hành cái thao tác mà chọn khối nếu như muốn định dạng cho nhiều cái văn bản này, được chưa? Sau đó thì mọi người sẽ gì sử dụng các phương pháp định dạng như sau. Đó là gì? Trên cái thanh công cụ của mọi người á,
thường có những cái nút lệnh và nó phải cho phép mọi người tiến hành xác định cái đoạn văn bản đó là gì, canh lề trái này, canh lề giữa này, canh lề phải này, và cuối cùng đó là canh lề hai bên. Đó, sau đó thì gì mọi người có một có hai cái xác bên đó nữa, đó là gì, đưa lề trái ra ngoài hoặc là đưa lề trái mà thuộc vào trong. Đối với cái mũi tên mà cái dấu mũi tên mà đi ra ngoài ngay chỗ đây này, có nghĩa là mọi người đưa lề trái đi ra ngoài sát cái mép, còn mấy cái khác thì gì? Nó sẽ thuộc vào trong. Cái thứ hai là gì, mọi người đưa cái dấu mũi tên đi ngược lại, đi vào trong này, thì mọi người sẽ gì, nhấp vào đó thì gì, cái lề trái của mọi người á nó sẽ đi vào trong. Ví dụ như trên này là mình đang đưa lề trái đi vào trong này, và các cái dòng còn lại thì nó không đi vào trong cùng với lại thằng lề trái, được chưa? Rồi và một cái nữa đó là mọi người định dạng cái văn bản ngoài cái mà dùng cái tổ hợp phím tắt ra ha, dùng các cái phím mà để mọi người canh đây nè, thông qua cái hộp thoại thì mọi người có thể dùng như vậy, thông qua cái thước mà cái thước nằm ngang ở trên cái thanh công cụ của mọi người á, thì chúng ta có thể tiến hành một số thao tác và định dạng một cái lề văn bản thông qua cái thước nằm ngang, bằng cách đó là gì, mọi người sẽ sử dụng con chuột để di chuyển đến các cái nút ở trên cái thước của mình. Cái chỗ lề trái lề phải này á, đây nè, hiện tại bây giờ là mình đang thụt cái lề nè, đang thụt cái lề trái đi vào trong nè, được chưa nào? Cái chữ C này, chữ chúng ta này là nó thụt đi vào trong, đúng chưa? Còn các cái nhiều văn bản mà thông qua này hoặc là chuyển các cái nút này thì gì, nó không có thụt theo cái lề trái của chúng ta ha, mà nó sẽ gì, giữ nguyên cái định dạng đó là gì, nó vẫn nằm ở ngoài sát cái lề của chúng ta. Rồi tí nữa thì mình sẽ nói cho ha. Vậy nào, thì cái này thì thông qua cái thước mà ở trên cái thước nằm ngang á, trong cuộc á, trên thanh công cụ của mọi người á, thì mọi người sẽ thấy nó có ba cái nút nè. Đầu tiên cái nút trên cùng đây nè, có giống một tên đi xuống này, thì đây là cái điểm mà quy định khoảng cách lề của các cái dòng đầu tiên so với các cái dòng mà còn lại ở trong đoạn văn bản của chúng ta. Cái thứ hai đó là cái dấu mũi tên ngược lên lại, đây là cái điểm mà quy định cái lề trái của đoạn văn bản. Nếu như cái điểm mà quy định cái khoảng cách từ cái lề đầu dòng á, nếu như các bạn kéo vô gì đến số 1 ở đây á, thì các cái dòng này khi mọi người enter thì mọi người gõ á, thì gì, các cái dòng đầu tiên á, nó thường nó sẽ thuộc vào cái khoảng cách áp dụng và cái đoạn bạn đặt tại số 1, thì các cái dòng khác á, cái dòng đầu tiên nó sẽ thuộc vô đến số 1, được chưa? Và các cái dòng còn lại của cái mà cái đoạn văn bản đó thì nó không thuộc vào mà nó giữ im, được chưa? Nó sẽ gì, nằm ngoài nằm nó sẽ giãn ra sát với lại cái khổ giấy của mọi người ha. Và một cái cuối cùng nữa, đó là một cái cuối cùng ở phía sau đây nè, cái giống mũi tên mà đi lên đây, cái hình mà giống mũi tên đi lên đây này, đây là cái điểm mà để mọi người canh cái lề phải trong văn bản của mọi người. Thì ở đây đó là có hai cách, một là dùng trong paragraph của mọi người á, hai là mọi người có thể gì trên cái thước nằm ngang á, thước ngang ở trong cái soạn thảo á, mọi người canh ha, thì có hai cách. Tiếp theo đó là định dạng hộp thoại mà thông qua văn bản paragraph. Tiếp theo đó là để tiến hành định dạng một đoạn văn bản thông qua hộp thoại paragraph thì chúng ta sẽ vào cái menu, đó là vô home, vô paragraph, hoặc là mọi người click chuột phải chọn paragraph. Và thì cái hộp thoại này, paragraph này nó sẽ xuất hiện như sau. Đây, nó sẽ xuất hiện đây, chúng ta để ý chúng ta sẽ có hai cái tab, đó là indent and spacing và cái tab đó là line and breakpoint, được chưa? Thì trong cái tab mà indent and spacing ở đây mọi người thấy ở cái dòng mà gyro này, thì cái dòng ở đây chúng ta sẽ có là alignment, ở đây là mọi người sẽ canh này, trái phải giữa này, hoặc là cái này hơi bên. Rồi còn đối với cái dòng mà outline level thì mọi người sẽ chọn body text, ở đây thì mọi người có thể chọn là muốn in nghiêng hoặc là muốn in đậm hay muốn gì đó tùy mọi người ha. Rồi tiếp theo cái dòng mà indentation là khoảng cách giữa cái lề trái với lề phải là bao nhiêu, và được quy định bởi cái hộp bởi cái hộp, đây là hộp bài ở đây ha. Rồi tiếp tục cái thẻ mà spacing thì chúng ta sẽ có là before, after, last spacing và s. Thì ở cái dòng before ở này có nghĩa là gì, khoảng cách với các đoạn phía trước là bao nhiêu, mà thường thường người ta để mặc ở cái trong cuộc á, để mặc định cho mọi người đó là zero, không fit, nó không có khoảng cách phía trước. Rồi after có nghĩa là các cái dòng phía sau đó, là khoảng cách giữa các dòng phía sau là bao nhiêu, ở đây nó để chế độ ở đây khoảng là 10 fit,
Rồi, ở line spacing hay gọi là multi đây nè. Thì ở đây các bạn chọn multi và chọn các bạn chọn gõ ở đây là 1.15. Cái số như cái dấu chấm hoặc là dấu phẩy này là tùy theo mọi người khi mọi người đặt ở trong cái control panel khi mọi người chỉnh ha. Đó, mọi người chỉnh giữa ngăn cách giữa dấu thập phân, nếu như mà mọi người để dấu phẩy á thì ở đây là mọi người phải gọi là 1.15. Còn nếu như mọi người để im dấu chấm á, mặc định của nó là dấu chấm á, thì nó sẽ là 1.15. Được chưa? Sau đó mọi người nhấn OK là xong. Đây. Ở cái tab mà Indent Spacing thì bao gồm các mục như sau. Đầu tiên là mục Gyro. Ở mục Gyro đây chúng ta có Alignment. Thì Alignment ở đây chúng ta sẽ có là Just TV nè. Có nghĩa là canh đều hai bên. Left là canh lệch trái. Right là canh lệch phải. Và cuối cùng đó là Center là chúng ta canh lệch giữa. Được chưa? Còn ở cái dòng mà Indentation, đây là quy định cho cái lề của văn bản. Ví dụ như left là khoảng cách với cái lề trái và right là khoảng cách với cái lề phải và được quy định bởi cái hộp bài. Do nào hộp bài bên cạnh nó nè, đây cái hộp bài nè. Và mọi người muốn khoảng cách bao nhiêu thì mọi người sẽ gõ vô. Được chưa? Rồi ở cái dòng mà spacing thì dùng để quy định các cách thức xuất hiện của cái dòng đầu tiên ở trong đoạn. À, có nghĩa là ví dụ như là nên có nghĩa là dòng đầu tiên tương tự như cái dòng sau. Thứ hai đó là first line, có nghĩa là cái dòng đầu tiên nó sẽ thuộc vào so với các dòng khác một cái đoạn được quy định bởi cái hộp bài ở bên cạnh. Yeah. Rồi hanging là dòng đầu tiên sẽ dịch ra ngoài so với các cái dòng còn lại, hay gọi là treo. Rồi spacing thì cho phép chúng ta chỉ định cái khoảng cách trước và sau các cái đoạn mà theo ý muốn của chúng ta. Before là khoảng cách đến các đoạn ở trước đó. Rồi after là khoảng cách đến các đoạn ở sau đó. Và cuối cùng là line spacing, có nghĩa là dùng để quy định khoảng cách giữa các cái dòng ở trong văn bản. Và mặc định ở đây là single. Yeah, single đây khoảng là 1 đến 1.15. Single bình thường là mọi người để là 1. Yeah, mặc định của nó là 1 feet. Nhưng mà gì trong quá trình mà mọi người mà soạn thảo mà, nếu như mọi người để một chế độ 1 feet á, khi nhìn vô á thì mọi người sẽ thấy là gì, nó không có giãn ra và nó các cái dòng nó không có giãn ra mà gần như là nó xít nhau, cho nên nhìn nó rất dễ bị rối ha. Thì lúc đó thì chúng ta sẽ gì thay đổi bằng mux line và mọi người chọn khoảng là 1.15. còn đối với cái after ở đây thì mọi người chọn mặc định của nó là chọn mặc định theo này là 10 feet. Nếu như 10 feet mà mọi người thấy rộng quá thì mọi người thu lại còn khoảng 6 feet là được nha. Ví dụ như ở đây là mình cách dòng là 1.5 và mình dùng after là 6 feet ha. 1.5 6 feet ha. Trong soạn thảo. Còn nếu như ở đây là trong bên PowerPoint nha, còn trong bên Word thì lại khác nha. Không có cái nào dùng cái nào đâu nha. Rồi, còn đây là mình sẽ cung cấp cho các bạn các phím tắt mà chúng ta hay sử dụng ở trong mà định dạng văn bản. Đó là gì? Đây. Đầu tiên là Ctrl L có nghĩa là canh lệch trái, Ctrl Right, Ctrl R có nghĩa là canh lệch phải, nghĩa là thay cho chữ Right á, Ctrl E hay gọi là Center thì canh lệch giữa, Ctrl R gọi là Just TV có nghĩa là canh đều hai bên, được chưa? Đó, đây là các phím chức năng ha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến phần đó là thiết lập tab. Thiết lập tab ở đây thì hầu như là nói chung là trong cái giấy mời mà họp phụ huynh á. À, thường thường thì mọi người sẽ ghi là phụ huynh của em gì đó, đúng chưa? Hai chấm bắt đầu là có những cái dấu gạch rồi, hoặc là mọi người trong cái mà giống như cái sơ yếu lý lịch của mọi người cũng vậy, đúng không? Trong đó nó có họ tên là kính gửi ai nó cũng chấm chấm nè, rồi họ tên cũng chấm chấm, ngày tháng năm sinh cũng chấm chấm, đúng chưa? Đó thì cái đó thì người ta dùng những cái mà thiết lập tab này để mà họ làm ra những cái dấu chấm. Còn nếu như bạn nào mà không làm được á, có nhiều người á thì nhanh là gì gõ giữ im cái dấu chấm cho nó chạy thì nhìn cũng giống y chang như là các bạn thiết lập tab vậy đó, nhưng mà thực ra khi mà mình kiểm tra thì gì nó không có đúng ha. À, nó không có đúng thì ra và thiết lập tab ở đây đó là gì. Thông thường thì trong quá trình mà mọi người mà soạn thảo văn bản á, nếu như chúng ta mà nhấn vào cái phím tab thì ra thì con trỏ soạn thảo ở đây nó sẽ nhảy đến một khoảng so với cái vị trí hiện thành là 1.27 cm. Và tuy nhiên thì có những cái trường hợp chúng ta phải đặt lại cái vị trí của các cái điểm dừng khi mà nhấn tab theo cái ý muốn của mình. Và bởi vì để làm được cái điều này thì chúng ta phải sử dụng phương pháp đặt các cái điểm tab, gọi là tab position đó.
và điểm dừng của táo mà gọi là task stop position. Đây là, đây là cái vị trí dừng của con trỏ soạn thảo khi chúng ta nhấn phím tab. Và để đặt các cái điểm dừng tab thì chúng ta gì có thể sử dụng các phương pháp sau. Thì ở đây cái điểm nhập tab ở đây chúng ta sẽ có hai điểm, có hai cách để mọi người mà thiết lập tab. Để như nào? Đầu tiên đó là mọi người sẽ thông qua cái thước nằm ngang. Giờ thông qua cái thước ruler thì mọi người để ở cái phía bên trái của cái thước nằm ngang, hay gọi là cái giao nhau giữa thước nằm ngang và cái thước dọc á, thì nó có một cái điện nó, ở đó nó sẽ có một cái để cho mọi người canh táp. Và chúng ta quan sát được các cái điểm táp khác nhau như là táp trái nè, táp giữa nè, táp phải nè và táp tập phân. Táp trái thì khi mọi người để vào á thì nó hiện lên là left táp nè, center táp nè, và right táp, hoặc là đi về cô táp đó, thì mọi người muốn chọn thiết lập táp như thế nào thì mọi người phải làm. Và để chuyển đổi qua lại giữa các điểm táp thì gì, chúng ta chỉ cần có việc đó là gì, click chuột vào cái biểu tượng tab ngay trên cái thước của chúng ta thôi thì nó sẽ thay đổi. Ví dụ như là bình thường mặc định của máy là ở left tab, khi mọi người nhấn cái nó sẽ qua gì right tab, nhấn thêm cái nữa nó sẽ ra center tab, và cuối cùng đó là dimical tab ha. Đấy. Đây là mọi người thiết lập cái điểm tab thông qua cái thước ruler. Đó là cái điểm giao nhau giữa gì, cái thước nằm ngang và cái thước nằm ngang và cái thước dọc này. Đó, nó có một cái điểm ở đây. Khi mọi người nhấp vào đây thì nó sẽ thay đổi kiểu tab cho mọi người. Bây giờ nhấp một lần nó sẽ thay đổi, và chúng ta sẽ chọn cái kiểu tab mà tương ứng thì chúng ta cần làm. Bây giờ và chúng ta sẽ gì, để đặt một cái điểm tab tại cái vị trí nào đó thì chúng ta chỉ cần việc chọn cái điểm tab, và sau đó mọi người click chuột tại cái vị trí tương ứng ở trên cái thước nằm ngang của chúng ta. Ví dụ như ở đây là người ta chọn đó là 1.5, đây là cái điểm tab trái. Tab giữa ở đây là chúng ta là khoảng là 7.5, thì đây là cái tab giữa, và cuối cùng là một cái tab khóa. Nhớ nha, các bạn mở các bạn phải khóa lại nha, nếu không thì nó sẽ tràn xuống phía dưới. Nếu không thì cái tab của bạn kia, các bạn đánh một chữ nó dài quá nó sẽ tràn xuống phía dưới nha. Và đây là cái tab, tab gì, tab phải. Bây giờ ở đây khoảng là 14.5 đấy. Và khi các bạn canh tab này xong rồi, các bạn nếu thấy mà nó chưa hợp lý cho lắm thì các bạn có thể gì vừa để chuột vào đây, và sau đó thì mọi người di chuyển tab đến cái khoảng cách mà mọi người thấy thích hợp là được nha. Và để gỡ bỏ các cái điểm tab này thì chúng ta chỉ cần là sử dụng con chuột để mọi người kéo cái chúng ra, kéo cái tab này ra khỏi cái thước của chúng ta nha. Thì kéo như thế nào thì ở đây thì sẽ có hai cách để mọi người xóa các cái điểm tab này. Đầu tiên đó là mình sẽ chỉ là cách đó là khi mọi người dùng chuột ha, người nào dùng chuột hoặc là thành thạo rồi, ok luôn rồi đó, có thể kiểm soát được con chuột của mình đó, thì mọi người sẽ là dùng chuột để mọi người gỡ mấy cái tab này, có nghĩa là mọi người để vào đây thôi. Bây giờ và cái nếu như mà người nào chắc chắn nữa thì để sẽ gì, để một tí thì nó sẽ hiện lên cái tên của tab đó, rồi sau đó mọi người giữ im cái chuột trái, và mọi người thì gì kéo xuống dưới cái màn hình hoặc là kéo lên cái màn hình để gì sau đó mọi người thả chuột ra thì nó sẽ mất tab. Bây giờ đó là đối với cách mà mọi người sử dụng chuột. Rồi cách thứ hai đó là cũng thiết lập tab và cái gỡ tab bằng cái thông qua điện thoại. Thì chúng ta có thể thiết lập tab bằng cách thực hiện các bước đó là gì, thông qua cái điện thoại, home paragraph, và mọi người vô tab. Đấy à. Và sau đó thì mọi người sẽ nhập cái giá trị tại cái tab sẽ được đặt trong cái điện thoại tab này, trong điện thoại mà task stop position. Rồi sau đó mọi người chọn cái kiểu tab ở trên cái mục list pin, thì ở đây có là left là trái, center là giữa, và right ở đây là phải, được chưa? Rồi sau đó thì mọi người sẽ chọn một cái kiểu vạch mà tương ứng với các cái tab trên cái mục leader. Rồi sau đó mọi người click chuột vào set để thiết lập. Nếu có nhiều tab thì chúng ta có làm thứ tự cho trên từng cái tab một như thế nào. Đây, mọi người vô home nè, giờ nào vô phong nè, mọi người vô home, vô paragraph. Sau khi vô paragraph xong, mọi người để cái dòng cuối cùng nó có một chữ tab ở đây, mọi người nhấn vào tab ha, nhấn vô, nhấn chuột trái vào đấy. Rồi sau đó là gì, một cái bảng cái tab sẽ nó thông qua điện thoại như thế nào, thì mình nó sẽ xuất hiện ra một cái bảng ở đây, mọi người thấy tab stop position nè. Rồi mọi người ví dụ đặt ở đây là số 1, là mọi người nhấn vô từ left như thế nào, mọi người nhấn set có nghĩa là mọi người chọn left nè. Rồi ở cái dòng leader ở đây mọi người chọn cái kiểu mà xuất hiện của tab nè,
Yeah, thường thường người ta hay chọn kiểu số 2 là nhiều. Yeah, thì mọi người chọn giữa left nè, chọn chọn số 2 nè, nhấn chữ set. Rồi thêm một cái nữa, ví dụ thêm 1 đến 2,5, sau đó mọi người chọn center, là cái nghĩa tab đó là 2,5 này là tab giữa. Rồi sau đó mọi người ở cái dòng leader, mọi người chọn cái số 2, rồi nhấn chữ set, nhấn OK, nhấn chữ set. Và thêm một cái thứ ba nữa, ví dụ như là tab cuối, tab khóa lại là right. Thì ở đây ví dụ là 4 chẳng hạn, thì mọi người gõ số 4, sau gõ chữ right. Rồi nhấp cái chọn số 2, nhấn chữ set, rồi sau đó mọi người nhóm nhấp vào OK. Thì coi như là mọi người sẽ đầy đủ ba cái tab, là tab trái này, tab giữa và tab phải này. Thế nào? Và chú ý nó là gì? Ở đây có hai cái nút, là nút clear và clear all. Thì nút clear ở đây dùng để gì? Xóa cái điểm tab hiện thời đang được chọn nha. Và cái nút tab. Còn đối với clear all ở đây thì dùng để gì? Xóa tất cả các cái điểm thiết lập tab thì như nào? Xóa tất cả luôn. Đây nhấn vô clear all này thì tab trái, tab giữa, tab phải xóa hết ha, xóa sạch. Nó sẽ không còn nữa, được chưa nào? Đây, ví dụ như đây nè, chúng ta sẽ có một cái điểm thiết lập tab như sau nè. Ở đây đầu tiên là số thứ tự nè, họ và tên nè, tên học phần nè và đơn vị học phần nè, nha. Ở đây chúng ta sẽ có ba cái, một số 1, 2, 3 nè, Phan Bá Trí nè, Hoàng Vĩnh Mạnh Hạnh nè, Đoàn Thiên Hương, được chưa? Thì ở đây thì sau khi mà mọi người thiết lập cái điểm tab, sau đó mọi người nhấn tab thì nó sẽ ra như thế này cho mọi người này, nha. Nó có các cái dấu này, đó. Bây giờ thì mình sẽ làm cho mọi người thấy bằng hai cách, đó là dùng chuột và dùng chuột và dùng cái hộp thoại ha. Mình tí này mình mở cái cuộc lên đã, cuộc mình đang khởi động. Yeah. Bây giờ mọi người thấy ở đây là chưa? Giống y chang cái kia ha, mình sẽ làm giống y chang như là trong cái bài giảng ha. Bây giờ mọi người cắt ra một khoảng đi để cho nó đẹp một tí ha. Đơn vị học phần giờ đây dạ được rồi. Tên nè. Ok. Để sáng vô luôn cũng được, không sao hết. Làm luôn một lần ha. Ví dụ như là đầu tiên đó là số thứ tự, rồi học giảng viên ha. Thì ở đây thì các bạn có thể gì, sau khi mọi người đánh xong thì mọi người sẽ có hai kiểu, một là chọn hết tất cả nó sẽ làm cùng luôn một lần, hai là mọi người sẽ làm từng cái. Yeah. Ở đây thì mình giống như ở đây thì mình sẽ chọn hết, sau khi mình đánh xong mình sẽ chọn hết cái này ha, bắt đầu mình sẽ đặt cái điểm tab. Thì mọi người thấy nè, đây là cái thước ngang nè, đây là cái thước dọc, và giao giữa thước ngang và thước dọc ở đây là cái điểm tab nè, được chưa? Mọi người thấy chưa, nó ghi là gì ạ? Nó ghi là gì đây? Tab này tab gì? Cái này tab gì ạ? Tab trái. Left tab. Tab trái, left tab. Mọi người nhấp tiếp cái nữa ra tab gì đây? Tab giữa. Center tab, được chưa? Rồi một tab nữa là tab gì đây? Tab phải. Rồi tab phải, một tab này nữa là tab gì? Tab thập phân. Rồi tab thập phân. Yeah. Đấy, thì ở đây sẽ có những cái tab, mọi người cứ nhấn một lần, cứ nhấp vô là nó sẽ ra ha. Tab phải rồi. Tab trái, được chưa? Bây giờ mình sẽ canh cái tab trái này. Khi mình canh tab trái đã, bây giờ mình canh đến cái số tự ở đây thì mình canh đến khoảng ở số tự để nguyên ha. Mình canh ở đây đi, xác định số 1, 1 tab. Được chưa? Tiếp tục. Giữa cái cơ sở dữ liệu với tên học phần với lại đơn vị học phần, ở đây thì mọi người sẽ canh một cái tab, ở đây là tab giữa. Nha. Thêm một cái tab giữa nữa. Ở đây khoảng 3,5. Là nhìn lại là đẹp đúng chưa? Rồi tiếp tục một cái tab cuối cùng, đó là tab phải, khóa nó lại khoảng cho đến đây thôi. Đó, bắt đầu mời mọi người sẽ đi chọn nè. Mọi người chọn cái đặc điểm tab bằng chuột nè, mọi người để vô nè. Và nó hiện lên đây là left tab thì mọi người nhấp đúp vào cái chỗ left tab đó. Được chưa? Mọi người sẽ thấy là 1 nè, 3,5 và 4,75 nè. 1 ở đây khi mọi người nhấp vào số 1 nè. Yeah. Nó sẽ ra là left nè, đúng chưa? Ở dòng Alison đây nè, để tab trái đúng chưa nào? Ở dòng leader mọi người thường thường đây chọn số 2, số 3, số 4 cho nó tùy mọi người ha. Yeah, bây giờ ở đây mình chọn số 2 chẳng hạn. Sau đó mọi người nhấn set. Rồi, cái tiếp theo là dòng 3,5 này là left tab. Là center tab. Đúng chưa? Hay gọi là tab giữa. Rồi ở dòng leader bắt đầu mọi người chọn.
xuất hiện, rồi xong mọi người nhấn set. Và cái cuối cùng đó là 4.75 là cái này, yeah, là write up, đúng không? À, mọi người nhấn ở dòng leader chọn số 2 cho mọi người nhấn set, mọi người nhấn ok ha. Thì sau khi mọi người làm cái là nó sẽ ra và sao nó có lấy được con cái vô lý. Nhấn set rồi tiếp tục nhấn số 2 set 4.75 rồi nhấn số 2 nhấn set nhấn ok. À, bây giờ cái gì? Rồi bây giờ chúng ta sẽ gì à, làm à, à, nhấn tab thì nó có ra như vậy không ha? Từ từ nhá. Một nè, cái số 4 nè, rồi cái số 2 nè, ra nè, rồi đơn vị học trên là nâng cao phút rô nè, đơn vị học trên là 4 này. Còn thiên ngương cũng thế, chúng ta cái đến đó xong chúng ta gì chỉ cần nhấn tab cái là nó sẽ ra. Giờ đi trang như cái trong hình chưa? Ừ. Đó. Đây là mọi người làm tab bằng cái gọi là bằng con chuột ha. Còn bây giờ thì mình sẽ gì chỉ cái cách mà mọi người gì gỡ cái điểm tab bằng con chuột nè. Gỡ điểm tab bằng con chuột đây là gì, những ai mà kiểm soát được con chuột của mình đó nha. Chứ những gì lúc không kiểm soát được con chuột là mọi người chắc chắn là mọi người sẽ gì khi gỡ xuống mọi người sẽ thêm cái tab này nè nha. Được chưa? Rồi bây giờ là mọi người để vào đây nè. Được chưa? Hiện lên chữ left tab đúng không, giữ im chuột trái và ở đây nó hiện ra một cái đường thẳng này, thì mọi người có thể kéo xuống dưới hoặc là có thể kéo lên trên, yeah. Kéo chuột lên trên sau đó mọi người thả chuột ra, mất chưa, mất tab chưa, mất chưa, mất cái này mất rồi, rồi mất rồi đúng không, cái này cũng tương tự như vậy, kéo xuống hoặc kéo lên, rồi mình kéo xuống nè, thả ra nè, mất chưa, mất rồi đúng không, rồi mất cái cuối cùng cũng thế, hả? Mọi người có thể kéo xuống hoặc kéo lên. Bây giờ mất tab chưa? Mất rồi đúng không? Rồi, bây giờ mình sẽ chỉ cho mọi người cách thứ hai, đó là dùng cái mà hộp thoại paragraph đối với những người mà không sử dụng chuột nhanh, không sử dụng chuột gọi là không dùng chuột ha. Yeah. Là mọi người cũng có gì, mà lấy chuột người bô đen nè, nhưng mà người gì nhìn lúc canh nó sẽ ra 1 2 3 tab thôi, nhưng mà có nhiều lúc mà lên 4 5 6 tab lần, rất là nhiều. Nha. Yeah. Thì ở đây thì mọi người sẽ gì? Bộ đèn nó đi, sau đó mọi người vô paragraph nè. Dạ, yeah, dòng paragraph. Mọi người thấy cái tab chưa? Thấy chữ tab phía dưới nha, được chưa? À, ở cái dòng mà indent and spacing á, nhìn phía dòng cuối cùng là thấy chữ tab rồi đúng không? Dạ. Được chưa? Nhấp vô. Được chưa? Rồi, bắt đầu mọi người sẽ đặt nè. Ở đây mọi người đặt số 1 là left, được chưa? Mình đặt ở đây, vị trí số 1 là left đi. Rồi, mọi người nhấn ở đây là số 2, nhấn set. Rồi, tiếp tục. Mọi người để im đó luôn. Tiếp tục là gì? Mọi người canh ở giữa đây, mọi người canh sao canh ha. Khoảng là nhìn cho đẹp đẹp một chút, khoảng là 3.5 nè ha, 3.5 đi. Như thế nào thì mọi người sẽ đặt nó là điểm gì, tách giữa, thấy chưa, nhấn số 2, nhấn set nè, được 2 tab rồi nè, thấy chưa, thêm một tab nữa, thêm một tab nữa, đây là mọi người đặt nó khoảng là 4.75 đi, hãy trên kia là 4.75 thì mình lấy thêm 4.75 thử ha, 4.75 này, được chưa, sau đó mọi người nhấn right nè, nhấn số 2 nè, nhấn set, đó mọi người nhấn ok. Rồi sau đó thì mọi người sẽ gì, dùng cái điểm tab, mọi người tab thử đúng không, đó tab ra, được chưa, cái này mọi người cũng tab, rồi tab qua một cái nữa, rồi cái số 3 này cũng tab, rồi tab thêm một cái nữa, rồi được chưa, đi dây cơ, ừ, đi dây cơ, đi dây nào đúng không, yeah. Rồi bây giờ mọi người muốn xóa cái điểm tab này đi á bằng cái hộp thoại này thì mọi người cũng vô lại đó là paragraph này, được chưa. Rồi, mọi người cũng vô tab lại nè. Đây, mọi người sẽ thấy hai cái nút ở đây, nút clear và nút clear on nè. Bây giờ là mình sẽ xóa bằng cái hộp thoại nè. Ví dụ điểm số 1 xóa nè, clear nè. Nhấn chữ clear đây. Rồi đó người nhấn ok. Mọi người thấy nó mất điểm chưa? Mất cái tab đó chưa? Quên chữ màu đen. Mọi người thấy mất cái điểm tab đó chưa? Này, mình xóa cái điểm ở đây là cái số lại cái dòng dưới này nữa, kéo mạnh quá. Đây ở dòng số 1, ví dụ số 1 này mình nhấn chữ clear, bây giờ sau đó mọi người nhấn ok. Giờ mất tab chưa, mất cái tab trái chưa, mất chưa, mất rồi. Ừ, thì tương tự với các tab còn lại ha,
Ví dụ như là mình không muốn xóa thì không muốn xóa, mà xóa từng cái một cái mà lâu quá mà người xóa luôn, thì mọi người sẽ nhấp vô gì, clear, nhấp vô một cái, nhấp ok. Rồi mất hết chưa, y chang chưa? Đó ha, đó là hai cách để mọi người thiết lập tab. Rồi tiếp tục đến một cái nữa, đó là cái phần nãy mà có nhiều người kêu là ngay chỗ là trái là phải gì mà nó rối không. Rồi ok, mình sẽ lấy một cái ví dụ cho mọi người ha, để mình tiến mình coi thì có nào. Thôi, mình biết mình còn lưu cái nào không, thì nhớ không bản thì mình lưu nhiều, không biết nó chạy đâu hết rồi. Đợi mình tí nhé. Bây giờ mình lấy cái này chẳng hạn ha, mình lấy một cái thuốc ở đây mình đang cho mọi người, đó là chimetazidine chẳng hạn. Rồi cái này nó hiện lên cái gì đây, biết luôn, xóa cái remove đi rồi. Bây giờ ví dụ như ở đây nè, mọi người thấy ở đây ví dụ như đây, giờ mình để cho nó ngang hàng hết với nhau nha, không có canh kiết gì luôn nè. Đây, ví dụ như mình lấy cái dòng đầu tiên này chẳng hạn, ví dụ như cái chữ metazidine này này nha, thì mọi người ở đây khi mọi người mà thiết lập tab ở đây, mọi người nhìn trên cái thiết lập tab của mọi người, nhìn trên cái thanh mà paragraph của mọi người nè nha, ở đây mọi người thấy là canh lề trái này, canh lề giữa này, canh lề phải là canh đều hai bên này. Ở đây thì mình đang mặc định cho nó là mình đang canh đều hai bên này nha. Ví dụ như mọi người muốn canh đều hai bên luôn là mọi người bôi đen hết đi nha. Sau khi đánh xong bôi đen hết, dọn vô của nó là chất CV ở đây nè, là mọi người sẽ canh canh đều hai bên. Đầu tiên là canh trái nè, đều một bên trái nè, chưa, bên trái thấy mọi người thấy nó đều chưa. Thứ hai là canh ở giữa nè, đó. Thứ ba là canh canh phải nè, có nghĩa là nó sẽ đều hết bên bên phải nè, còn bên 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 trái thì nó không có đều. Còn ở đây là mọi người chọn cái dòng cuối cùng, đó là just CV, có nghĩa là nó sẽ canh đều hai bên cho mọi người, giờ cả trái và cả phải. Thì khi đó mà chúng ta dùng khi soạn thảo văn bản á, thì mọi người thường thường là sẽ dùng cái này nhiều, dùng cái chế độ là just CV này, giờ để mọi người gọi là soạn thảo văn bản nhìn cho nó đẹp mắt nhá, giờ đó. Đấy, như thế nào? Guộc máy hả? Cái guộc ở đây thì mọi người có trên là guộc máy cũng mọi người cũng có thể dùng được ha. Ở trên guộc 203 mọi người cũng dùng được nè, 207 cũng dùng được. Hiện tại mình dùng guộc ở đây là guộc 29. Rồi bạn nói dùng đang hiện là bạn đang dùng guộc gì, guộc bao nhiêu? Hả? Guộc của bạn là guộc bao nhiêu? Lê Huỳnh chỉ đại nè. Guộc của bạn là guộc bao nhiêu? Đừng nói 2000, đừng nói là 2020 nha. Vừa 2020 chưa có đâu, vừa hiện tại cao nhất là 2019 à. Cái gì? Ủa? Máy em không... À, máy em không có vừa, nó bắt đóng tiền mới tải. Bạn dùng MacBook à? Bạn thọ dùng MacBook à? Hả? Đúng không? Có phải bạn thọ dùng MacBook không vậy? Thì dùng MacBook vậy? MacBook thì nó mới không cho tải, nó bắt đóng tiền mới tải được. Nha. Lê Huỳnh chế đại thì đây dùng Office 365. Office 365 á, thì Office 365 ở đây là Office 216 ha, giữa bản 216 và 219. Mà cái này nếu như bạn dùng Office 365 này là bạn đang dùng Win 7 à. Hả? Bạn dùng Win 7 Win mấy vậy? Win 10 luôn, Win 10 đi xài với Office 365. Bạn xài Office 365 thì bạn xài cho bạn xài luôn cái Office 219, Office 365 nó cũng như tương tự như Office 219 mà. Office 219 này mở được Office 365 mà Office 365 cũng mở được Office 219. À. Office bản quyền đó hả? Ghê vậy.
Office bản quyền làm gì? Đây, cậu ở đây office của mình là mình vẽ rắc rồi nè. Office là mình office của mình là office lậu á. Mình vẽ rắc rồi nè. Đây mình vô AK cho mọi người coi này. Mình vẽ sẵn vẽ gãy cổ rồi nè. Rồi đây. Mình vẽ rắc rồi nha. Mọi người thấy chưa? Product IT chưa? Mình đang dùng bản bản là Microsoft Office Professional Plus 2019. Mình vẽ rồi nha. Mình đã vẽ khóa rồi nha. Chưa có rắc bán đúng tiền, các bạn đúng tiền làm cái gì? Từ từ các bạn vô, các bạn dùng một cái phần mềm đó là CMD á. Các bạn vẽ, còn nếu không thì các bạn sẽ gì? Dùng theo Product K. Nhưng mà cái này mình khuyên các bạn đó là vẽ bằng CMD để nhanh hơn. Đó là vẽ trên cái Commodore á. Vẽ nó nhanh hơn mà các bạn sẽ xài lâu hơn ha. Đó. Cho đường liên tải nữa hả? Trời, cái này các bạn lên trên mạng các bạn gõ nó download Office 365 full crack. Còn nếu không thì bạn bạn cứ xài và bạn coi thử cái máy của các bạn là đang xài Win bao nhiêu, Win 10 mà bao nhiêu bit, 64 bit hoặc là 32 bit thì lấy về. Đó. Trời ơi. Ở đây mình không có mua gì hết đó, mình về mình vẽ thôi ha. Mình dùng sao mình mua về mình vẽ luôn chứ mình không có kêu nó bắt đóng tiền đóng khỉ gì hết á. Vẽ luôn. Để tại chỗ bằng CMD. Đó. Các bạn lên mạng cứ gọi là gì crack office của bạn lấy vô 365 bằng CMD này Commodore đó thì nó sẽ cho bạn một cái đường dẫn, sau đó các bạn copy nó về rồi các bạn lưu lại và các bạn sửa đổi cái đuôi của nó là đuôi MSC thì các bạn sẽ vẽ được ha. Thì nếu như các bạn muốn mang theo máy tính thì các bạn cũng mang lên thôi, không sao cả. Để gọi thực hành trên cái máy của bạn mà quen thì các bạn có thể gì dùng, các bạn có mang máy của bạn lên ha. Nha. Đó. Ví dụ như ở đây nè thì mình đang là canh đều hai bên đúng không? Nhưng mà cái gì canh đều hai bên các bạn không biết cái nào là cái dòng đầu này, cái dòng cuối đúng chưa? Thì các bạn để im cho các bạn để ý cho cái thanh mà paragraph nè. Thì các bạn sẽ thấy trời ơi mang nguyên PC lên đúng không ạ? Mang PC lên, mang cả màn hình lên, rồi mang cả cái cây lên. Trời ơi trời. Lạnh quá ha. Thấy không? Mang nguyên cái PC lên thì hơi căng rồi đó. Mang xong lại mang về, mang xong lại mang về nữa hả? Cũng rảnh thiệt. Thích mang thì cứ mang thôi. Đợi cho công bất công lại trở về, cột thì trở về thôi hả? Nha. Rồi. Ở đây chúng ta sẽ có là Jupyter-Gdin này. Bây giờ mình lấy cái dòng đầu tiên mình thuộc vô này. Thì mọi người để ý ở trên cái thanh công cụ mọi người chọn paragraph nè, ngoài cái canh lề trái, canh giữa, canh lề phải và canh đều hai bên thì mọi người sẽ thấy có một cái nữa đó là thuộc ra và thuộc vô nè. Ví dụ cái dòng này đi ra như nào, khi mọi người nhấp vào đây á thì gì, ví dụ như khi mình đây mình tap hết vô cho coi nè. Bây giờ lấy cái dòng này nè, bây giờ muốn thuộc ra nè, nhấp vô á thì nó sẽ thuộc ra một đoạn ha. Nó này nó không thuộc ra hả? À, mình để bên kia mới thuộc ra được. Rồi chứ bây giờ ví dụ ở đây mình sẽ gì thuộc vô này, các bạn thuộc vô so với các dòng còn lại. Ví dụ cái chữ dùng này các bạn cũng muốn để gần cái chữ mà Jupyter-Gdin thì các bạn cần nhấm vô thôi. Thì nó sẽ đi vô này, nhưng mà cái dòng này nó sẽ chắc chắn sẽ đi ra. Cái dòng này nó phải đi ra nè, này là do bên máy nó chỉnh rồi nè. Rồi tiếp theo cái dòng này thử coi, nó cũng đi vô luôn đúng không? Thì nó khi nó thuộc đều nhau đúng không? Tại vì mình canh thì đang đã canh đều hai bên ha. Mình sẽ đổi về canh trái thử ra nè. Thật ra đẹp. Nó cũng gãy đúng không? Rồi không sao, cái đó mình sẽ chỉ cho. Cái đó là trên cái thanh và paragraph, còn không nữa thì mọi người dùng trên cái thước này ha. Mọi người sẽ dùng trên thước nè, mọi người canh nè. Đầu tiên trên cái thước á là mọi người thấy có ba cái chưa? Đầu tiên là first line đen nè, cái thứ hai đó là Hegin Iden nè, và cuối cùng là cái một cái nữa, cái tab cái canh thứ cuối cùng đó là right Iden, thì có nghĩa là trái phải, được chưa? Bây giờ mọi người cứ dùng canh chữ Jupyter-Gdin mà vô ngay đây thôi nè, ha, ngay cái điểm này thôi, mọi người gì kéo nó vô, nha, đó, tiếp tục đối với chữ dùng này cũng vậy, mọi người cũng kéo nó vào, như nào? Khi kéo nó vào đây thì gì? Chỉ có cái dòng đầu tiên nó chạy thôi, còn các cái dòng khác nó không chạy theo, được chưa? Gọi là thuộc lề đó. Bây giờ chúng ta đây cũng vậy nè. Mình cũng kéo đến đây thôi đó, cái gì khi mất cái chữ này nó chỉ chạy thôi,
cái chữ dòng, cái dòng đầu tiên nó chạy thôi, còn các cái dòng khác nó không có chạy nha. Nha, hiểu chưa? Hiểu cái thuộc về chưa? Thuộc về chưa? Hiểu chưa nào? Hiểu chưa nào? Hiểu. Ừ. Rồi còn trong trường hợp đấy gì, nếu như các bạn muốn mà hai cái mà đều bằng nhau á mà không dùng cái thuộc về, thuộc ra thuộc vào này nè, thì mọi người cầm gì để với dòng phía dưới này, thấy mọi người kéo vô thì nó đi nguyên một cụm luôn, là dòng trên dòng dưới y chang nhau ha. Thôi từ bây giờ bạn kéo này ra ngoài thì các cái dòng khác, các cái dòng dưới nó đi, sẽ đi ra ngoài ha. Còn cái dòng trên thì nó không có đi nha. Ừ. Ly à. Rồi. Đấy. Được chưa? Còn nếu không nữa thì các bạn sẽ dùng gì? Dùng tab. Các bạn dùng cái phím tab ở trên màn hình của các bạn á. Nếu như các bạn thấy cái đó lâu quá, các bạn dùng tab nè. Chúng ta đi để ngay phía đầu đó. Quất vô dùng tab cái nó vô nè. Được chưa? Cái thứ hai ngay chỗ chữ dùng này cũng vậy, các bạn tap vô nó tự động nó vô này, và cái thứ ba này các bạn tap cái tự động vô thì nó đều đẹp chưa. Đó. Microsoft Office này, nó phức tạp nhiều, Win là đúng rồi, Office nó liên quan đến nhiều cái mà. À, rồi tiếp theo mình đang nói đó rồi bắt đầu mình bây giờ mình nói đến cái chỗ mà dòng cách dòng nè. Ví dụ như ở đây mình bạn thấy các cái dòng này nó xích nhau quá đúng không? Như chỉ dùng cho người lớn hoặc điều trị hoặc bệnh nhân nè, hoặc dùng nào được là các bạn thấy nó như thế nào, nó xích nhau khó nhìn đúng không? Các bạn sẽ bôi đen nó nè, sau đó các bạn gì? Vô paragraph ngoài đây nè. Vô dòng này nè, ở cái dòng IDNF ở đây nè. Thì ở đây bạn nhìn thấy chữ before và chữ after nè. Thấy chưa? Và khi các bạn dỡ cái dòng before và cái dòng after này, nếu như mà các bạn thay đổi thì các bạn sẽ nhìn ở trong khung review nó sẽ thay đổi cho theo các bạn nè. Ví dụ ở đây thường thường mà người đặt là 10 như chẳng hạn, bây giờ 10 nè, ở cái dòng này các bạn chọn nó là multi-file nè, các bạn thấy nó xuống chưa, nó cắt nhau chưa, cắt không, cái dòng phía sau nó cắt chưa, cắt xuống dưới cái chữ mà màu đen này chưa, thấy không, thấy rồi, không? Rồi. Rồi ở đây các bạn sẽ chọn là gì, 1.15 chẳng hạn, ở đây là mình dùng dấu chấm, dùng là 1.15, sau đó mình nhấn OK, yeah. Thì mọi người thấy gì, mỗi dòng cái này là cắt nhau là 1.15, và giữa các cái dòng này cách nhau là 10 feet. Đấy. Thì nhìn đây nó đỡ bị rối mắt hơn đúng không? Đó, ví dụ các bạn thấy như vậy, cái dòng dưới này các bạn cũng như thế ha. Ví dụ ở đây mình sẽ chọn nó là 10 feet, nhưng mà mình sẽ chọn nó là 10 nè. 10 feet, được chưa? Nhưng mình chọn ở đây là chọn double hoặc là chọn là 1.5 line, có nghĩa là dòng cách nhau 1.5, nhấn OK một cái, được chưa? Để dòng cách nhau ra là 1.5 chưa? Đó. Để giãn to hơn nữa đúng không? Đó. Ở đây thì có nhiều cách để mọi người mà canh lên canh lề. Bây giờ mọi người canh hết cái này chẳng hạn. Nếu như canh hết cái này thì chắc chắn nó sẽ qua một cái trang, qua một cái trang khác. Ở đây khoảng là 10 feet đi, mình canh là 6 feet thôi. 10 feet thì bự quá đúng không? Rồi canh 16 feet. Ở đây mình chọn là 1.5 line nè. Đó. Sau đó mọi người nhận OK một cái. Được chưa? Đấy. Thì mọi người nhìn vô đỡ bị rối mắt hơn. Được chưa nào? Đó. Đỡ bị rối mắt hơn. Nhưng mà gì, do cái dòng cách nhau lớn quá cho nên gì nó sẽ đi qua, và lúc đó thì mọi người sẽ gì, nhìn trên cây thước ngang của mình đó, mọi người ép nó vô một cái trang giấy thôi, chỉ ép là còn một trang thôi, để đây nè, bắt đầu đẩy lên đấy, ép xuống, kéo thử coi, vẫn chưa được đúng không, tiếp tục kéo thúc tiếp cái lề giữa này, để cho nó nhảy lên rồi cũng nhảy luôn đó. Giờ mọi người sẽ canh cái đó, mọi người ép, nhưng mà khi mọi người canh, mọi người ép này, nhưng mà gì, muốn biết là in nó bị mất dấu hay không á, thì mọi người sẽ nhấn nó là gì, Ctrl V nha, mọi người nhấn Ctrl V thì B phở nha, không phải B bò đâu, nhấn B phở nè, và mọi người nhìn vô đây, mọi người coi thử nó có bị mất cái gì không, không đúng không, OK luôn đúng không. Đấy, thì nằm im trong một cái trang giấy của mọi người nè đó, và các cái này nó không bị nhảy ra ngoài nè, và cũng không bị mất cái chữ gì nè đó, được chưa đó. Mọi người thoát ra thì khi mọi người vô đó, mọi người nhìn như vậy á, nếu như mà nó không bị mất chữ mà không bị mất dấu, không bị xóa cái gì á, thì mọi người in ra nó sẽ bình thường. Còn nếu như ví dụ khi mọi người, ví dụ mình kéo lên một cái đi, kéo lên như thế này ha. Đấy, ví dụ như ở đây nè, mình nhìn bình thường là gì, mình thấy nó không bị mất đúng không, nhưng mà khi mình nhấn Ctrl V á, V phở á, thì nó ở trên cái chữ Chimetazidin nó mất nha. Thì khi mọi người in ra thì chắc chắn cái chữ mà Chimetazidin này nó chỉ in được nửa chữ thôi, còn cái nửa chữ phía trên nó mất tiêu, được chưa. Đấy, mọi người nhìn trong này để mọi người chỉnh ha, dùng cái thước dọc này đấy, để chỉnh. Bây giờ ví dụ như thế này thì chắc chắn là thấy được chữ đó nè, bây giờ chimpanzee nè, đấy.
Rồi ví dụ như một cái khổ giấy nữa thì gì, cũng có gì, cũng thước ngang, cũng thước dọc thì gì, để vô cái chỗ nào mà có hai dấu mũi tên đó mọi người đầu kéo ra kéo vô này ha. Ví dụ kéo ra đây chẳng hạn, ấy kéo ra ở bên này gì, cái lề trái thì mọi người không cần quan tâm đâu, chỉ quan tâm cái lề phải là mọi người kéo ra này, mọi người coi này, ấy nó không hề bị mất ha. Cứ để vô một chỗ nào mà nó có hai dấu mũi tên kéo ra cái vô được này, thằng này cũng thế này, kéo lên xuống nè đó, để mọi người điều chỉnh cái phổ giấy của mọi người và điều chỉnh cái trang in của mọi người ha. Được chưa? Thôi cái đó là mình nói này giờ là bên cái phần mà canh tác ha. Đó, cái đó là cái canh tác mình cũng chỉ cho mọi người là thông qua có hồn thoại và thông qua con cũng chuột ha. Thì những người nào mà sử dụng chuột ok thì mọi người có thể canh tác trên chuột thì nó sẽ nhanh hơn. Nhưng mà người nào mà không gọi là không thành thạo cho lắm á, mình sợ là mình sợ là gì sẽ đặt thêm cái điểm tác nữa thì mọi người sẽ vô gì paragraph mọi người làm ha. Đó, do đó vô paragraph thì mọi người sẽ không bao giờ bị cái kiểu đó là gì bị nhấp chuột mà thêm tab nha. Đấy. Đó là hai cái. Rồi tiếp theo một cái nữa đó là mọi người thiết lập cái bullet và numbering thông qua biểu tượng ở trên cái thanh công cụ của mọi người. Thì đối với cái bullet ở đây ha, đó là trên cái thanh toolbar của mọi người á thì nó sẽ bị nó có clip dục biểu tượng nó là bullet ở chỗ mà canh thước ngang, canh thước dọc rồi đi ra và đi vô của cái lề á thì mọi người sẽ nhấp vô đó nha. À, mọi người nhấp vào đấy thì cái dòng cái đầu tiên này nè là cái bullet nè, ở cái dấu 3.1 vuông, 3 cái ô vuông này đó. Cái thứ hai đó là đầu mỗi paragraph thì sau khi mà mọi người sử dụng cái bullet này có nghĩa là đầu mỗi cái paragraph của mọi người hay gọi là đầu mỗi cái đoạn văn bản của mọi người á sẽ được chèm một cái ký tự mà đặc biệt. Cái thứ hai là numbering, thì numbering này cũng trên cái thanh công cụ này thì gì mọi người cũng làm như trên. Đó là trên thanh mà tuba này, clip và cái biểu tượng mà numbering thì đầu mỗi paragraph thì nó sẽ được chèn thêm một số thứ tự vào bên đó, có thể là 1, 2, 3, 1.2.3 hoặc là đóng ngoặc gì đấy tùy mọi người, hoặc là muốn biểu diễn theo cái số La Mã thì mọi người cũng có thể làm tương tự như vậy. Có thể là 1 La Mã, 2 La Mã, 3 La Mã, 4 La Mã, được chưa? Đó. Và khi mọi người muốn làm được cái này thì mọi người cứ làm hết đi, rồi sau đó mọi người đánh dấu cái đoạn văn bản của mọi người á, rồi sau đó mọi người chọn là bullet hoặc là numbering để mọi người đánh nhá. Trong cuộc thì ví dụ như là có bao nhiêu ô thì mọi người kéo từ trên mọi người kéo xuống, xong mọi người gì nhấp vào cái chữ mà numbering á thì nó sẽ điền cái số tự từ 1 cho đến hết, được chưa? Ví dụ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ví dụ nó có 10 ô thì nó sẽ điền đúng 10 ô đấy. Thế theo cái thứ hai là mọi người sẽ thiết lập thông qua cái bullet, thiết lập cái bullet và numbering ở đây thông qua cái thanh công cụ ở đây là formatting, thì mọi người sẽ làm như thế nào? Thì đầu tiên đó là mọi người sẽ vô đầu tiên là mọi người phải đánh dấu đoạn văn bản của mọi người trước. Cái thứ hai đó là mọi người sẽ vô gì? Vô home, vô bullet and numbering, rồi sau đó thì chúng ta sẽ chọn cái tab là bullet. Nếu như mà nếu mà chúng ta muốn chèn cái tự mà đặc biệt, rồi chúng ta chọn tab là numbering. Nếu chúng ta muốn chèn cái số thứ tự thì như nào? Rồi sau đó chúng ta chọn cái kiểu ký tự và kiểu đánh số thứ tự mà chúng ta muốn chèn. Rồi sau đó mọi người click vào nút đó là ok là xong. Đây, ở đây là cái biểu tượng của cái bullet và numbering. Khi mọi người nhắm vô cái bullet ở đây thì mọi người sẽ thấy đó này, các ký tự đặc biệt này, dấu chấm tròn mà đen này, hoặc là dấu chấm tròn mà ở trong cái trắng này, rồi dấu vuông này, dấu thị nè, rồi mũi tên hoặc là dấu chắc, thì đây thì mọi người chọn vô cái mà biểu tượng nào mọi người thích nè. Cái thứ hai đó là numbering. Numbering ở đây thì mọi người chọn đây là gì? Chọn số, ví dụ như là 1.2.3, hoặc là 1, 2, 3 và đóng ngặt nè, hoặc là 1 La Mã, 2 La Mã, 3 La Mã này, hoặc là chọn cái từ ABC nè, A mấy, A1, A2, A3 thì mọi người nhấn A1,
Thì ở đây B1, BC1 ha. Thì nó sẽ ra khoảng A1, B1, C1 thì mọi người ha. Đó. Rồi, và chúng ta có thể là định dạng các cái ký tự của bullet theo ký tự bất kỳ ha. Theo các bước sau đó là đầu tiên là mọi người sẽ chọn vô là custom trên cái hộp thoại mà customize á, ở trên cái hộp thoại mà bullet and marine. Thì hộp thoại mà customize bullet thì nó sẽ hiện ra clip xuất hiện như sau. Dạ. Yeah. Thì cái hộp thoại mà bullet đây nó hiện ra đây là bullet character này, có symbol này, picture này, phong này. Dạ, yeah. Đây là cách cái là trái nè. Rồi và khi mọi người thay đổi cái các cái tự ở đây thì là gì? Ở trong đây nó sẽ thay đổi nè. Dạ. Yeah. Ở trong đây nó sẽ thay đổi nè. Ừ. Và mọi người có thể chọn khoảng cách ở trong này. Dạ, yeah. Left nè, right nè, center nè. Dạ. Yeah. Cái thứ hai đó là bên cái dòng mà numbering cũng vậy. Thì ở cái dòng mà number style thì ở đây mọi người sẽ chọn là 1, 2, 3 hoặc là 1 la mã, 2 la mã, 3 la mã thì ra nào. Và ở cái dòng mà number format có nghĩa là bắt đầu là gì? Từ số 1 đúng không? Nhưng mà đây ví dụ mọi người để số phẩy thì mọi người nhìn dưới này nó sẽ là phẩy, được chưa? Nhìn ở khung preview này nó sẽ là phẩy ha. Thì ở cái phần mà bullet character ở cái phần mà mình đầu tiên là mình nói đến cái phần bullet character này á, thì chúng ta chọn vào một trong các cái biểu tượng có sẵn. Nhưng mà nếu như mà chúng ta chọn á, hoặc là chúng ta muốn thay đổi á, hoặc là chọn các biểu tượng khác á, thì chúng ta bấm vào cái nút mà character thì nó sẽ xuất hiện một cái hộp thoại như sau. Và sau đó thì chúng ta sẽ chọn vào cái biểu tượng mà chúng ta muốn chèn, và sau đó chúng ta nhấn OK là xong ha. Yeah. Yeah. Sau khi chúng ta chọn xong được rồi á, thì chúng ta sẽ nhấn vào đó là OK là xong. Rồi tiếp theo là ở tiếp ở cái tab mà bullet position là mọi người sẽ điều chỉnh các khoảng cách giữa các cái biểu tượng và ký tự đầu tiên của rằng tác, và mặc định ở đây đó là 1.9 cm. Nếu chúng ta thấy nó rộng quá thì chúng ta có thể tăng hoặc là giảm bằng cách hiệu chỉnh lại cái giá trị 1.9 cm đó. Được chưa? Tiếp theo đó là tag position, có nghĩa là gì? Khi chúng ta thay đổi cái giá trị trong hai cái ô là tab space after và indent app thì chúng ta sẽ thấy được cái sự thay đổi cái khung đó là preview. À, đây nè, khi mọi người thay đổi đây nè. À, đây, thay đổi ở khung đó thì mọi người sẽ thấy nó thay đổi ngay khung preview này. Mọi người thay đổi như thế nào thì nó sẽ xuất hiện y chang như vậy. À. Đó. Rồi tiếp theo là chúng ta tạo văn bản mà dạng cột ở trong cái mà Word ha. Thì để tạo được cái dạng cột ở đây thì chúng ta sẽ làm gì? Để tạo cái văn bản ở dạng cột thì chúng ta có thể thực hiện lần lượt theo các bước sau. Đầu tiên là mọi người chọn cái khối văn bản mà mọi người cần chia cột. Sau đó mọi người thực hiện cái lệnh đó là pay layout, rồi mọi người vô column. Được chưa? Thì hộp thoại column nó sẽ xuất hiện lên như sau. Ở đây mọi người sẽ thấy đó là gì? One nè, two nè, three nè, left nè, right nè, number of column nè, line between nè, hoặc là width and spacing. Ở đây là dòng số nhất nè, với độ rộng là bao nhiêu nè. Được chưa? Thì ở đây thì sau khi mọi người chia ở đây, one là một cột nè, two là hai cột, three ba cột, left là cột trái bằng 1/2 cột phải nè. Được chưa? Rồi right thì ngược lại, có nghĩa là cột phải nó sẽ bằng 1/2 cột trái. Rồi sau khi mọi người chọn xong á, ví dụ ở đây ví dụ như mọi người muốn vượt quá ba cái á, muốn chia làm 4 cột á, thì mà ở cái dòng mà number of column ở đây mọi người sẽ gõ ở đây là số 4 nè. Được chưa? Gõ số 4 vào đây ha. Thì ở đây nó sẽ chia làm 4 cột cho mọi người. Và ở dòng mà khi mọi người tích vào chữ line between thì ở giữa các cái cột này nó sẽ có một đường gạch và chia cái cột này ra các cái đoạn mà nó bằng nhau ha. Yeah. Và trong cái hộp thoại này thì chúng ta ở trong cái hộp thoại này trong hộp thoại mà column á thì chúng ta sẽ tiến hành kiểu chia các cái cột đã có sẵn thông qua là press, qua cái nhóm mà presses thì bao gồm đó là gì? 1, 2, 3 có nghĩa là tạo cái văn bản ở dạng cột, ở mỗi dạng là một cột, hai cột, ba cột ha. Và ba cái này nó bằng nhau, bây giờ mà cái này nó sẽ bằng nhau.
Và thứ hai đó là lép, thì có nghĩa là mọi người sẽ tạo một cái văn bản ở cái dạng mà hai cột, trong đó cột trái nó sẽ bằng 1/2 cột phải, được chưa? Rồi right, ở đây thì mọi người sẽ tạo là cái văn bản có dạng là hai cột, trong đó cột phải nó sẽ bằng 1/2 cột trái, như nào? Và ngoài ra trong phần này còn các thành phần sau. Các thành phần đó là gì? Đầu tiên đó là number of column. Thì number of column ở đây đó là gì? Nếu như mà không muốn sử dụng những cái kiểu mà chia cột đã có trong cái nhóm mà preset, hoặc là nếu như chia làm 4 cột trở lên á, thì mọi người sẽ vô cái dòng mà number of column này, cái thẻ mà number of column này người chọn, được chưa? Và chúng ta sử dụng cái mục này để mà chỉ định cái số cột mà mọi người cần chia theo ý của mình nha. Cái thứ hai đó là width and spacing. Thì width and spacing ở đây đó là gì? Chúng ta có thể sử dụng cái phần này để mọi người điều chỉnh cái độ rộng và cái khoảng cách giữa các cái cột. Rồi tiếp theo là dùng ở cái mà amplitude. Thì ở dòng mà amplitude này thì mà chỉ định cái phạm vi đó là gì? Tác động của việc mà chia cột gồm có là who, document, có nghĩa là mọi người sẽ áp dụng cho cả cái văn bản. Hoặc là selected thì mọi người sẽ áp dụng cho cái phần văn bản được chọn. Được chưa? Rồi tiếp theo ở dòng mà line between, thì nếu mà chúng ta mà đánh dấu chọn của mục này thì giữa các cái cột sẽ có một cái đường phân cách. Đấy. Thế nào? Giữa các cột có cái đường kẻ mà sẽ có cái đường kẻ gọi là phân cách ra. Rồi giữa cái mà L1 column width thì gì? Nếu chúng ta chọn và đánh dấu vào cái mục này thì gì? Các mục này đều có cái cột và có cái độ rộng ở đây thì gì? Bằng nhau và bằng với cái số mà chúng ta quy định. Và chúng ta có thể thực hiện cách chia cột này như sau. Đầu tiên là mọi người sẽ gì? Chọn khối văn bản cần mà chia cột. Sau đó thì mọi người click vào cái biểu tượng đó là sau đó mọi người click vào by layout rồi vô column trên cái thành công cụ ấy. Sau đó thì mọi người drag chuột để chọn số cột, cái số cột mà mọi người cần chia. Ví dụ như ở đây mình sẽ chia là gì, hai cột đúng không? Thì ở đây sẽ có một cái hiện tượng xảy ra đối với những các bạn mà đánh này, chuyên gia có một cái đó là gì, ví dụ như ở đây là cái sự phát triển của lập trình logic trong những cái năm vừa qua đã chứng tỏ được cái thế mạnh và khả năng cái vị trí ha. Thì ở đây mọi người sẽ đánh là gì, sự phát triển của lập trình, dừng lại cái sau mọi người nhấn gì nào, đây chắc chắn sẽ mọi người sẽ nhấn cái gì nào, nói nghe thử coi. Đúng rồi, ở đây mọi người sẽ nhấn tab, còn không nhấn tab thì mọi người sẽ chơi gì, ở giữa hai cái này mọi người sẽ canh một cái tab như nào, ở đây một tab, ở đây một tab thành hai tab này, rồi đánh đến xong tab qua một cái đúng không, thì tab tiếp một cái nữa để cho nó có một khoảng trắng y chang như đây mà, như nào, đến đánh cái gì đủ điều kiện khi liên quan đến cái khái niệm về cái thời gian ha, đó thì mọi người sẽ chắc chắn sẽ có người đánh như vậy. Nhưng mà khi mình kiểm tra thì xin hứa rằng không có đúng. À, mình kiểm tra thử thì không đúng thì không có điểm. À, như thế nào? Mọi người làm cái mình thấy nhìn vô là y chang, chúng ta gọi là mọi người đánh là ok lắm. Không có sao một chút nào hết á. Và mọi người cũng canh đó là gì? Canh đều hai bên ha. Canh đều hai bên là giữa cái hai cột, canh đều, rồi canh rất chi là đều. Và cố gắng đó là ép làm sao cho nó vừa được vừa đủ hai trang và nó đều luôn. Đấy, cố gắng làm ha. Rồi, khi nhân viên nghiệm cái là khi mình kiểm tra thì lại không có đúng. Đấy. Có nhiều trường hợp như vậy đâu ha. Gọi là gì? Quýnh quá mà không biết làm sao hết ha. Thế là đón vào. Được chưa? Rồi, tiếp theo một cái nữa đó là drop cap. Thì drop cap đây là một cái khả năng mà gì? Để tạo ra một cái hiệu ứng đặc biệt cho cái chữ cái mà đầu tiên của cái đoạn văn bản. Với cái mục đích ở đây là gì? Là trang trí cho cái đoạn văn bản. Và để làm được cái điều này á thì chúng ta sẽ thực hiện các bước như sau. Đó là đầu tiên thì mọi người sẽ đặt con chọn sao thảo bên trong cái đoạn mà mọi người cần định dạng, đó là drop cap, được chưa? Và thứ hai là mọi người sẽ thực hiện cái lệnh đó là insert the drop cap, và sau đó mọi người chọn cái kiểu là drop cap ở trong cái nhóm mà position. Và ngoài ra thì ta có thể thiết lập một số phân số thì chọn như sau. Ví dụ như ở row cap không á thì chúng ta sẽ chọn cái chữ của ký tự được làm row cap ha. Nghĩa row cap ở đây là gì, tạo cái chữ to đầu dòng á. Ở đây đều cái thứ hai là line to row, có nghĩa là cái số dòng dành cho row cap. Và thứ ba là
distance from text có nghĩa là khoảng cách từ drop đến drop đến các cái từ ở trong cái đoạn của chúng ta. Thì ở đây thường thường là mọi người sẽ dính mọi người thường thường là nếu ở đây hiện tại bây giờ là gì, không còn có báo báo giấy nữa, ít báo giấy rồi ha. Chứ hồi lo mà có báo giấy thì mọi người sẽ thấy cái hiện tượng drop cap này rất là nhiều. Đó là gì, người ta sẽ tạo ký tự đầu dòng, được chưa? Rồi sau đó là gì ạ? tạo ký tự một cái chữ rất là to, cái gì, chữ A, chữ B, chữ C đó. Nó bắt đầu ở dưới chữ A, chữ ngang với chữ A, chữ B, chữ A đó là sẽ là bao nhiêu dòng, chữ B đó là bao nhiêu dòng, được chưa? Tạo một cái dòng tít lớn vậy đó ha. Nhưng bây giờ thì hầu như là mọi người đọc báo mạng cho nên mọi người thấy mà cái chữ drop này rất ít ha. Drop cap này rất là ít. Lâu lâu có một số mình thấy một số báo thì nó có, nhưng mà chỉ có khoảng được ít lắm, đếm trên đầu ngón tay thì may ra ha. Nha. Rồi ví dụ như ở đây là mình ở dưới đây là một cái đoạn văn bản được định dạng drop cap với position đó là rapid, đấy, phong là semi roman, light to drop đây đó là 3, và distance mà from text đó là 0.3. thì mình cũng lấy lại cái bài kia thôi ha. Thì đánh ra sau này mình sẽ chọn gì, ở đây là cái chữ F là làm drop cap, và cái mà phong ở đây là phong semi roman, light to drop có nghĩa là cái dòng á, cái dòng ở đây là 3 dòng, bạn này đến là 1 này, 2 này, 3 dòng, được chưa? Và khoảng cách giữa các cái từ cái từ lớn này đến các cái từ trong đoạn này khoảng là 0.3, được chưa nào? Đấy. Dạ. Yeah. Rồi mình sẽ làm cái rón này cho mọi người thấy ha. Rồi, mình lấy được muốn coi lấy cái phần nào đây, từ từ rồi mình đi nha. Làm một cái văn bản khác nha. Có thể có văn bản nào không? Bây giờ đây còn cái gì không à? Văn bản bước đầu hết được rồi. Rồi mình tí nha, mình coi thử, mình nhớ có nhiều lắm, trong này nhiều lắm, mình bước đầu hết rồi đó. Thì xin lỗi. À, ví dụ như ở đây mình lấy một cái một bài này cho mọi người ha. Ví dụ như mình nói về cái bài của Samagala chẳng hạn. Đây. Ở đây kêu là mình đây đây là cái bài viết về cái Samagala, mình lấy cái phần đầu tiên của nó thôi ha. Đấy. Thì mọi người gì? Đầu tiên là mọi người sẽ soạn thảo ra gì? Đánh theo giống y chang như mọi người đánh văn bản vậy đó, đánh thẳng ra luôn chứ không cắt kiết gì hết, đánh thẳng ra. Bây giờ sau khi mọi người kết thúc ha, đến cái lúc mà kết thúc ha, thì mọi người sẽ enter xuống một dòng nha, nhấn cái dấu enter xuống một dòng. Sau đó thì mọi người sẽ làm gì ạ? Bôi đen cái dòng đó. Bây giờ bôi đen cái đoạn văn bản đó, và nhớ không có bôi đen cái dòng dưới mà các bạn mình enter nha. Giờ nếu các bạn bôi đen cái dòng thừa dưới đây nè thì nó sẽ khoảng cách giữa hai cái đoạn nó sẽ có bằng nhau đâu nha. Đây mọi người chỉ bôi trong cái đoạn văn bản của mọi người thôi. Rồi sau đó mọi người vô đó là bay layer, vô layout nè. Nha. Rồi sau đó mọi người chọn là column. Nha. Ở đây thì mọi người sẽ chọn là một column ở đây ha. Chúng ta sẽ có là 1 nè, 2, 3 nè, left, right nè. Ví dụ ở đây mình chọn, mọi người chọn, ví dụ ở đây chọn là 2 nè. Được chưa? Và mình nhấn vào cái dấu between ở giữa đây là gì? Mọi người sẽ thấy có một cái đường ngăn cách ở giữa nè. Được chưa? Number ở đây nó kêu là số 2 nè. Sau đó mọi người nhấn ok nè. Được chưa? Nó sẽ ra số 2 nè. Đó. Chia làm 2 ra. Được chưa? Nó chia làm 2 đoạn cho mọi người, được chưa nào? Được chưa? Rồi, nếu như mọi người không muốn là chia làm 2, mọi người muốn chia làm 3 đoạn nè. Ở dù 3, 4 đi, cho là 4 đi ha. Ở đây là 3 nè, tiếp theo là 3 nè ha. Nhấp vô 3, nhấn ok. Thì nó sẽ chia làm 3 đoạn nè. Thì nhớ nào? Đó. Và mọi người có thể chỉnh ở đây là gì? Cho nó justify đi, cho nó đều, cho nó đẹp đi ha.
Rồi, ví dụ như mà 1, 2, 3 đó mọi người không có thích. Bây giờ mọi người thích như là bên trái nó bằng 1 phần 2 bên phải, thì mọi người dọn vào left nè. Mọi người nhấn OK nè. Yeah. Thì mọi người thấy gì? Bên trái bằng 1 phần 2 bên phải chưa? Yeah. Mất được một cột ép vô. Yeah. Rồi, ví dụ ở đây mà không thích gọi là 3 cột nữa, mà mọi người thích lên 4 cột, thì ở cái dùng ở cái phòng cái dòng đây nè. Number of column này mọi người đừng gọi, bỏ số 4 vô. Rồi sau đó mọi người nhấn OK là xong. À, nó sẽ ra 4 cột cho mọi người là 1, 2, 3, 4 nè. Thấy chưa? Đó. Thì theo khổ giấy nó sẽ chia ra. Đấy. Yeah. Cái đó là mọi người chia cột ha. Rồi mình sẽ trở về là one thôi, không có chia nữa. Tiếp theo đó là gì? Mọi người sẽ tạo một cái đó là cái chữ hoa đầu dòng. Đi. Và đầu tiên là mọi người sẽ gì? Bôi đen cái chữ P này chẳng hạn. Thấy chưa? Sau đó mọi người vô insert. Ừ. Rồi mọi người thấy ở đây là cái chỗ mà cái chữ tắt cái này. Thấy chưa? Chữ tắt cái này. Thấy. Quá nhất bao nhiêu cột á hả? Quá nhất bao nhiêu cột thì bạn muốn chia bao nhiêu cột thì nó ra bấy nhiêu cột. Nếu như các bạn muốn chia 10 cột, OK, mình sẽ chia 10 cột cho các bạn thấy. 100 cột cũng được. Hả? Mát luôn ha. Ví dụ các bạn chia với các bạn thích không thích. Rồi. Bây giờ các bạn không thích 4 cột ha, mà các bạn muốn thích gọi là 10 cột chẳng hạn, thì mọi người nhấp vào đó, mọi người vô layout, rồi mọi người vô con số này mọi người gõ thôi. Hả? Ví dụ gọi là 10 cột hay gọi số 10 nè. Giờ sau mọi người nhấn OK đi. Được chưa? Nó chia làm đúng 10 cột cho các bạn nè. Các bạn muốn bao nhiêu cột thì nó chỉ chia bao nhiêu cột cho mọi người thôi, không sao cả. Hả? Muốn nhiều thì nó chia nhiều, muốn ít thì chia ít, vậy đó. Được chưa? Đấy. Rồi bây giờ mọi người làm cái chữ hoa đầu dòng nè. Rồi vô đây xong mọi người vô insert nè. Mọi người để ý nè, ngay chỗ chữ A rồi có cái dòng đi ra nè. Đây là drop cap. Mọi người nhấn vô là drop cap open. Ở đây mọi người ở trong cái bài chúng ta thì nó chọn là drop it, đúng không? Cái chữ là theme roman, là to drop là 3. Distance from text ở đây là hình như là bao nhiêu? 0.3 đúng không? Đúng không? Chọn 0.3 nè. Mọi người nhấn OK nè. Đấy. Đấy chưa? Thì ở đây đủ 3 chưa? 1, 2, 3 chưa? Đủ chưa? Cái chữ B xong đến số 2 là được chữ B và đi theo 3 dòng này đủ chưa nào? Đủ chưa? Đủ chưa? Đủ chưa? Đúng không? Đúng không? Rồi, và chữ B với lại nó cắt các cái dòng này đó là một khoảng là 0.3. Được chưa? Đấy, để ra 0.3. Còn nếu như không thì các bạn sẽ thay đổi cái thay đổi ở đây á. Các bạn có thể thay đổi ha, ở trong cái mà Rapid này. Ví dụ đây bạn thấy 0.3 nó lớn quá, thôi bỏ lại còn không thôi ha. Ví dụ như vậy mình nhấn OK. Thì gì? Nó sẽ chạy lại nè. Được chưa? Và thấy cái này vẫn chưa được thì các bạn có thể đổi thêm đó là gì? Khoảng tăng lên khoảng 0.2, 0.1 đi, 0.2 đi. Theo mình thì 0.2 thử nhá. Đấy, ra một khoảng 0.2. 0.2 các bạn thấy vẫn rộng đúng không? Vẫn chưa hợp lý thì các bạn lại tiếp tục là gì? Chọn vào đây mo ha, wrap option và chọn cái dòng đây là 0.1. Đấy. Rồi sau đó mọi người nhấn OK. Đấy, thì những cái này nó sẽ hợp lý và đẹp hơn, được chưa? Đó. Được chưa nào? Được chưa? Đó, cái đó là cái tạo cái chữ đầu dòng cho mọi người ha, cái chữ hoa chia cột bây giờ. Rồi tiếp theo là đối với cái mà bullet and numbering nè. Đối với dòng bullet và numbering ở đây á thì mọi người sẽ làm như sau. Để mình tắt cái drop-in này đi đã nhá. Rồi mình lên đi. Rồi ví dụ như cái dòng drop-in và bullet and numbering ở đây thì mọi người trên để ý trên cái thanh công cụ của mọi người, đó là ba cái dấu mà ô vuông nè, cái này được gọi là bullet nè, và sát bên đó được gọi là một cái số mà mọi người thấy 1, 2, 3 ở đây, đó là numbering. Yeah. Ví dụ như bullet đây, khi mọi người nhấn vào cái dấu mũi tên ở đây thì mọi người sẽ thấy là gì? Ừ, mọi người không thích những cái này chẳng hạn, đúng không? Thường thường mọi người sẽ để cái ví dụ thích cái dấu chắc thì nhấn vô cái dấu chắc, thì gì nó sẽ là ở các cái ký ở cái đầu dòng này nó sẽ ra các cái ký tự nè, các cái ô nè ha. Yeah. Rồi còn nếu như mọi người không thích cái ký tự này á thì mọi người sẽ thay đổi bằng cách đó là gì? Vô đây xong vô là delete new type new bullet nè. Yeah. Và ở đây mọi người để ý cái dòng mà bullet character này, thì ở đây mọi người sẽ chọn ở đây là symbol. Yeah. Và mọi người chọn đến cái đó là trong cái symbol này mọi người chọn đến cái within. Yeah. Đẩy lên đó là mọi người chọn. Ví dụ ở đây mọi người thích, ví dụ giờ thích cái dấu, thích cái tay chẳng hạn. À, sau đó mọi người nhấn OK cái. Yeah. Rồi sau đó mọi người nhấn OK thì gì, lúc mọi người đánh dấu á, đánh dấu vào đây này. Wow.
Khi mọi người đánh dấu vào đây này nè, bây giờ bôi đen này, mọi người bôi đen đi. Ủa sao nó chạy lung tung này. Đó, mọi người bôi đen nè. Rồi sau đó mọi người vô lại cái dòng này ha. Vô đây. Và mọi người chọn cái kiểu là cánh tay chẳng hạn đâu rồi. Sáng mình chọn kiểu khác. Đây, ví dụ chọn kiểu cánh tay này chẳng hạn. Mọi người nhấn ok thì nó ra không? Được chưa? Thì nó sẽ ra cái tay chỉ nè. Đó. Được chưa? Mọi người có thể thay đổi. Rồi. Ví dụ như là gì? Ở đây mọi người không thích để cái ký tự đặc biệt này á, thì mọi người sẽ để đó là gì? À, theo cái chế độ đó là numbering để thay cụ số. Giờ mọi người cũng mô đen cái đoạn văn bản của mọi người, sau đó mọi người vô numbering nha. Và mọi người cũng chọn là gì? Define new number format. Thì ở đây gì mọi người muốn ở đây là gì? Theo số hay là theo số là mã ha. Ví dụ ở đây mình đặt là số là 123 này. Thì mọi người sẽ thấy ở dòng review này nó cũng là 123 này nha. Sau đó mình nhấn ok cái nha, thì nó ra không? Đấy, ở đây nó có hai cột, hai dòng thì nó sẽ ra là hai cái. Được chưa? 12. Còn theo nội số la mã cũng vậy. Thì mọi người cũng để vào đây sao đâu gì? Chọn số la mã này, nó cũng ra số la mã cho mọi người. Được chưa? Ví dụ như ở đây mọi người không có thích bắt đầu từ cái số nào á, thì ở cái dòng mà nhấp vô là delay new number format này, ở đây nè. Ví dụ mọi người chọn ở đây dấu phẩy thì nó sẽ ra dấu phẩy. Như nào? Dấu chấm phẩy thì ra dấu chấm phẩy. Được chưa? Giờ đây chọn 123 lại đi nha. Đấy, nó sẽ ra lại nè. Đó. Được chưa nào? Rồi xong rồi đúng không? Hai cái. Và mọi người khi mà mọi người mà đổi á, thì nhớ ha, mọi người đổi như thế nào thì mọi người sẽ nhìn ở đây nè. Mọi người nhìn cái ở khung review của mọi người nó sẽ thay đổi trong khung review này. Rồi sau khi mọi người nhấn ok thì ở ra nó sẽ áp dụng y chang như vậy nha. Ở đây thì cái dòng dụ enter nó sẽ cắt ra nè, dòng line nè, dòng left nè, left đi vô lại nè, thấy chưa? Ví dụ bây giờ đây là enter đi chẳng hạn thì nó sẽ đi ra nè. Một khoảng cách nè, đều nhau nè, chia giữa nè. Thấy chưa? Đó. Đó là những cái cách mà thay đổi ở trong cái mà cái dòng bullet và numbering ha. Rồi, bây giờ chúng ta nghỉ ra làm một tí. 3 giờ 15 chúng ta dột lại ha. Recording stopped. Ok, sau đó. Chín này 206 rồi, giờ chạy đâu hết, mấy bạn ra ngoài hết rồi. Có anh nào chơi cái chữ admin ở đây quá vậy hả? Anh này lại vô bằng cái máy tính nè, cái chữ admin trên đây luôn. Để cho em vô bằng cái ID của thầy, em có đăng ký bằng Gmail á thầy. Vô Gmail của mình đó hả? Quá vậy, vô bằng Gmail đó luôn. Dạ không, ý là em không có vô bằng Gmail á, em vô bằng máy tính bằng ID cái tên. Rồi, không thì trong đó nó có bạn có thể đổi được cái tên của bạn trong đó à. Mà nhìn là biết, mà nhìn cái admin đó là biết, là nhìn admin đây chỉ có máy tính mới có cái admin, chứ bình thường mấy kia mấy cái điện thoại di động của bạn là chỉ có admin, điện thoại di động đâu có hiện lên chữ admin đâu mà. Trường mình có cấp mail edu không á hả? Không em ha, trường mình không có cấp mail edu ha. Edu là dành cho bên giáo dục, là dành cho bên các cái trường thôi. Trường mình có cái trang web có hai địa chỉ mail thôi mà. Là trường cao đẳng như Sài Gòn chấm edu a.edu.vn. Còn một thằng nữa là trường cao đẳng như Sài Gòn a.gmail.com, hai cái mail. Không có em. Tụi mình không có cấp mail edu cho sinh viên ha. Cái này thì các em có thể tự lên, các em tự làm được mà. Mail edu thì các em có thể tự tạo được mà. Tạo của trường edu đó được mà. Dạ thầy ơi, hôm trước làm bài 15 phút nộp rồi, giờ mình làm sao mình biết là không thành công với thành công thầy?
Là sao? Chị nộp quá, chị gửi qua mail quá hả? Dạ, gửi luôn bác với lại ấy qua bên mail thầy rồi. Gửi qua mail thì coi thử, thì nếu như bà thấy chữ đã gửi thì ok. Chữ dạ. Đã gửi là ok rồi. Đã gửi đi là ok rồi đó, là thì nó tạo qua rồi đó. Dạ. Ừ. Dạ. Với lại ý mình hỏi là mình dùng cái mail mới đó, mình đăng ký vô hai cái đường link thầy đưa đó thầy. Ừ. Thì thầy kiểm tra à? Đúng rồi. Mình về mình sẽ kiểm tra hả? Dạ. Rồi nếu mà làm không đúng thì sao thầy? Làm không đúng thì mình coi vô email, nếu như mình vô mail của các bạn, mình coi thì các bạn có like đúng hay không, không like đúng thì mình sẽ trả lại, mình cho các bạn phải ta lại. Đúng chưa? Dạ. Mình sẽ báo cho các bạn thôi. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta là tiếp tục ha. Bây giờ là chúng ta sẽ đi qua đó là tạo cái bảng biểu, kẻ bảng biểu ở trong cái cuộc ra ha. Recording in progress. Ừ, bạn yên tâm. Để cho 9 với 10 thôi. Đến xuôi đi. Kiểm tra đủ thì có điểm không? Chờ kiểm tra vô mà nó mà bắt bảo mật là mình trả về à. Trả về bắt lặp lại cái nào làm được thì thôi à. Lúc đó mới có điểm, mà không có là không có điểm đâu á. Được chưa? Ủa thầy nói khi nào kiểm tra thầy nói lại em à. Kiểm tra gì? Kiểm tra này kiểm tra trên lớp thôi. Khi nào các bạn đi học lại thì kiểm tra trên lớp, chứ bây giờ sao ai cho ai cho các bạn kiểm tra online đâu. Kiểm tra online thì cũng được thôi, kiểm tra online 15 phút. Gì? Hả? 15 phút cũng lên lớp luôn hả thầy? 15 phút mình lấy cái bài này 15 dạ. Mình làm bài 15 phút cũng không muốn gì nữa. Like vào hai cái trang này là mình lấy điểm 15 phút rồi, tạo Gmail lấy like là mình lấy điểm 15 phút rồi. Rồi chỉ còn 45 phút thôi. 45 phút là các bạn phải lên trên Gmail khi nào các bạn đi học lại rồi mình làm. Còn đối với 45 phút mình làm mình tạo trên này thì cũng được thôi, nhưng mà gì mình sẽ ép thời gian của các bạn lại trong vòng 45 phút. 50 câu 45 đúng 45 phút đó. Bạn nào nộp trễ đó mình trừ điểm thôi. Nên làm này thì làm được. Mà không làm được, nhưng mà nghiền có cái đó là gì? Ngồi bây giờ ngồi soạn bài lắm ha. Live đăng ký, các bạn đăng ký trên cái kênh đó là được rồi. Được chưa? Các bạn tạo comment, các bạn đăng ký cho nó hai kênh đó là được rồi. Được chưa nào? Được chưa nào? Ủa thầy ơi, hôm nay kiểm tra hả thầy? Kiểm tra gì? Nghe đâu ra kiểm tra cái gì vậy? Em nghe nói gì kiểm tra 45 phút đó thầy. Kiểm tra 45 phút khi nào các bạn đi học trên lớp kìa. Chứ đâu ra kiểm tra kiểu như ở trên này. Nghe sao vậy? Nãy giờ thầy nói mà chứ có hiểu luôn á. Đang là tạo cái đường lên email là mình gửi lại cho thầy xong rồi là lấy cục 15 phút thôi. Cục điểm đó là cục điểm 15 phút. Còn 45 phút là kiểm tra trên lớp. Trời ơi. Đăng ký là được rồi. Các bạn đăng ký là được rồi. Đăng ký là được rồi. Nếu các bạn thích like thì các bạn like. Không sao cả. Hả? Lấy điện 15 phút cho các bạn cho nó dễ. Ha? Dạ. Còn 45 phút là mình sẽ về lên lớp kiểm tra nha. Cái này đi. Mình kiểm tra luôn. Chứ mình nếu như mình cho các bạn kiểm tra trên này cũng được thôi, nhưng mà kiểm tra trên này gọi là gì? Bút xa là gà chết. Chắc luôn. Bút xa gà chết chắc luôn. Làm không đúng là ra đi thôi, không quay lại được. Các bạn nên nhớ thầy tạo. Thầy lấy email đó rồi em gửi qua cái Zalo cho thầy được không thầy? Rồi để đó kiểm tra. Ừ. À, còn mà làm 45 phút mà trên đường live này thì mình làm được ok thôi, nhưng mà gì gọi là bút xa gà chết, các bạn không thể nào quay lại được. Các bạn muốn thay đổi cũng không có được, mình làm không cho thay đổi, vứt cả là xong luôn, không có thay đổi, không có làm lại được đâu. Thôi em tạo cái email xong gửi Zalo qua cho thầy nha thầy. Tạo email rồi vô rồi đăng ký hai cái kênh đó dùm nha, mình bữa mình chuyển qua cho mọi người rồi đó, đăng ký vô dùm.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ là gì? Chúng ta sẽ khởi tạo cái bảng biểu. Đầu tiên là chúng ta tạo cái bảng biểu ha. Và các cái bước để các bạn khởi tạo cái bảng biểu. Ở đây chúng ta sẽ có hai cách để có mọi người mà khởi tạo một cái bảng biểu ở trong cái Word của chúng ta ha. Nó khác với bên Excel. Excel thì mọi người để vô là nó có sẵn cái bảng đó rồi, mọi người có thể mọi người làm thôi ha. Thì để khởi tạo cái bảng biểu ở đây gì? Để tạo một cái bảng biểu thì chúng ta lần lượt thực hiện bằng các cách sau đây. Một đó là các bạn để cái chọn sản phẩm tại cái vị trí mà các bạn cần chèn ha. Và cách thứ nhất đó là gì? Để con chỏ soạn thảo vị trí con chỏ soạn thảo tại cái vị trí mà các bạn cần cần chèn cái bảng này. Sau đó các bạn thực hiện cái lệnh đó là các bạn vô insert và vô table để các bạn chèn ha. Đó. Cái gì? Thì cho mà ẩm bình học mà khi kiểm tra bị vắng thì hôm sau kiểm tra bù tôi biết sao, mà kiểm tra cuối môn mình vắng thì có được đăng ký học và kiểm tra lại không? Ừ thì các bạn sẽ được kiểm tra lại thôi đó. Khúc nào điểm danh vậy? Điểm danh hầu như các bạn mới ngủ dậy không vậy thật à, ở đây mình thấy các bạn mới ngủ dậy cũng khá nhiều quá ha. Rồi, cái thứ nhất nó là gì? Đầu tiên là mọi người để con chọn sản phẩm tại cái vị trí mà cần chèn á. Sau đó mọi người thực hiện cái lệnh đó là gì? Vô insert, vô table, mọi người chèn á. À. Và cái thứ hai khi mà các bạn khởi tạo bảng biểu ra, đến như các bạn mà click chuột vào cái nút mà remember detention for new table, thì sau khi mọi người nhấn OK, thì những cái gì mà mọi người mà thay đổi ở đây thì nó sẽ áp dụng cho những lần tạo bảng sau. Ví dụ như mặc định của hệ thống ở đây đó là gì? Column là bằng 5, row là bằng 2. Nhưng mà khi mọi người mà thay đổi đó là gì? Row bằng 7 và column bằng 7 mà row bằng 5, thì những cái giá trị này sẽ được dùng cho những lần mà chèn bảng ở phía sau, lần sau ha, sẽ được dùng cho lần chèn bảng sau. Và nếu như chúng ta muốn tạo cái bảng biểu theo những cái kiểu mà có sẵn thì chúng ta sẽ click vào đó là gì? Auto format. Thì này thì nó sẽ xuất hiện ra các cái hộp thoại mà có sẵn ở trong cái bảng biểu cho các bạn. Đó là các bạn sẽ vô gì? Insert table, sau mọi người vô with table. Và ở đây chúng ta sẽ có ví dụ như là theo các kiểu như lịch nè. Lịch ở đây chúng ta sẽ có là thứ. Yeah. Sau rồi tháng là thứ ngày. Đấy. Thì mọi người muốn tạo theo kiểu gì thì mọi người sẽ chọn kiểu đó được chưa? Rồi cách thứ hai đó là gì? Mọi người cũng đặt cái con trò tách á, tạo một cái vị trí tích hợp trên một cái thằng công cụ. Và trên cái thằng công cụ là table and border của mọi người. Sau đó mọi người chọn đó là insert table ha. À. À, để mà tạo ra một thì nó sẽ xuất hiện ra một cái bảng. Và mọi người sẽ đặt công chuột ở ô đầu tiên, sau mọi người kéo xuống để mọi người chọn cái hàng. Mọi người kéo sang phải để chọn số cột. À, sau khi đó thì mọi người sau khi mà chọn xong thì mọi người nhả chuột ra, thì một cái bảng biểu sẽ được chèn vào cái văn bản và đủ số hàng hoặc là số cột đã chọn. Và các cái cột này nó có một cái độ rộng đó là bằng nhau, và độ rộng của mỗi cột bằng chiều rộng của trang in chia cho cái số cột đã chọn. Ví dụ như ở đây mình chọn đó là cái bảng biểu là 3x4, có nghĩa là 3 hàng và 4 cột, được chưa? Đó. Toàn gặp thầy không à, đúng là nhất quỷ như ma thứ ba trò khác thầy dẫn đủ kiểu ha. đây là các bạn có thể chọn nè ha, các bạn kéo chuột qua bên phải nè để các bạn chọn các cột nè, bao nhiêu cột nè, rồi kéo xuống để các bạn chọn hàng nè. Khi bạn chọn bo 3x4 có nghĩa là 3 hàng và 4 cột. Bây giờ 3 hàng là 1 này, 2 là 3 nè, bây giờ là các bạn sẽ chọn nè 1 2 3 4 là bạn kéo xuống 1 2 3 nè. Đấy. Các bạn chọn lên 1 2 3 kéo qua 4. Đó, 3 hàng 4 cột. Đây. Rồi, sau đó gì? Tiếp theo đến là cái nhập cái nội dung ở trong bảng biểu của các bạn, thì là các bạn sẽ làm gì đây? Thì mỗi ô trong một bảng biểu có thể có chứa là các cái chữ nè, rồi các cái chữ số và các cái hình vẽ. Rồi mọi người click chuột vào một cái ô thì con chọn text nó sẽ xuất hiện ra cho cái ô đó để cho phép các bạn đó là nhập nội dung vào ô đó. Và trong khi các bạn nhập cái nội dung vào cái ô đó thì bạn gõ phím này là tab để di chuyển con chỗ text sang cái ô kế tiếp bên tay phải, rồi sau đó mọi người gõ là shift cộng với
tab để di chuyển con chỏ sang cái ô kế tiếp bên tay trái. Còn không thì mọi người chỉ nhảy nhấn cái phím tab là nó đã đủ qua rồi. Hoặc là mọi người sẽ dùng các cái phím điều hướng, các cái nhóm mũi tên đó, để mọi người di chuyển con chỏ sách theo cái hướng mà mũi tên thì lên xuống qua trái qua phải ha. Đấy. Ví dụ như ở đây đó là mình chia các bạn đó là 4 cột và 3 hàng nè. Và chú ý là gì, khi con chọn text ở đây á mà nó nằm trong cái ô cuối cùng đó này, nằm trong ô mà xuất sắc nè, ở con Nguyễn Hùng nè, điểm 10 là xuất sắc nè, nhấp vào đây ha. Của các bảng biểu thì cái phím tab đây nè sẽ có tác dụng thêm một hàng mới vào cuối cái bảng biểu và tiếp tục nhập nội dung trong hàng mới này. Rồi giả sử nếu như con chỏ đang ở ô là 3, 4, có nghĩa là 3 hàng và 4 cột, mà khi chúng ta gõ cái phím tab thì nó sẽ thêm một cái hàng mới, thì lúc đó nó chuyển thành là 4, 4, có nghĩa là 4 hàng và 4 cột, được chưa? Mọi người để đây cho mọi người nhấp phím tab, tự động nó sẽ đi xuống nè. Đấy. Rồi, và các thao tác chính ở trong các bảng biểu của chúng ta đó là gì? Đầu tiên đó là chọn khối ô, có thể chọn hàng ngang này, chọn một ô, chọn hai ô, nhá. Chọn ô đầu tiên, ô cuối cùng, hoặc là chọn nguyên cái cột để mọi người xóa, nhá, đánh dấu. Rồi, sau đó là gì? Khi mọi người chọn ở đây thì mọi người sẽ gì? Điều chỉnh được cái độ rộng và cái độ và chiều cao của cái dòng của các bạn. Còn nếu như mà các bạn để mặc định hoặc là để mọi người để cái gọi là cái chế độ đó là auto fit thì nó sẽ là nó ôm vừa bằng cái chữ của mọi người luôn ha. Thì nó sẽ nhìn sẽ đẹp hơn. Được chưa? Rồi, tiếp theo đó là chèn thêm hàng hoặc là cột vào các bảng biểu của chúng ta. Đầu tiên là mọi người sẽ gì ạ? À, đánh dấu cái ô, yeah, đánh dấu cái ô mà mọi người muốn chèn thêm cái hàng hoặc là cột vào các bạn đó. Rồi sau đó mọi người bấm chuột phải và chọn vào nút insert. Và ở đây thì chúng ta sẽ có là insert column to left, có nghĩa là chọn cái cột mà ở bên trái, hoặc là column to right, có nghĩa là bên phải. Rồi insert round above, có nghĩa là chèn một cái hàng ở phía trên, hoặc là insert row below, có nghĩa là chèn hàng ở phía dưới, được chưa? Đó. Rồi tiếp theo đó là xóa. Ở xóa này cũng là xóa hàng, xóa cột và xóa luôn cái bảng. Thì để xóa một hoặc nhiều ô trong cái cột này thì chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên là mọi người chọn cái ô bằng xóa. Sau đó mọi người thực hiện cái lệnh đó là layout rồi vô delete. Còn nếu như không á, thì nếu như mọi người muốn gọi là xóa những cái ô mà người không cần thiết á, mà nó cách nhau á, thì mọi người chọn đó, xong mọi người gì? Giữ phím control và mọi người để xuống cái dòng tiếp theo. À, chọn đến cái dòng mà mọi người cần xóa, rồi sau đó mọi người bấm chuột phải và chọn cái delete. Và delete ở đây chúng ta có là delete cell nè, delete column nè, delete row và cuối cùng là delete table. Delete cell ở đây là mọi người sẽ xóa ô, delete column có nghĩa là mọi người sẽ xóa cột, delete row là mọi người sẽ xóa dòng. Và cuối cùng là delete table có nghĩa là mọi người sẽ xóa luôn cái bảng biểu của mọi người. À. Rồi bây giờ lần thứ hai là cái thao tác đó là tách ô. Thì tách ô ở đây là gì? Để tách một ô thành nhiều ô thì chúng ta sẽ làm như sau. À, chúng ta sẽ bôi đe, chúng ta sẽ chọn cái ô mà chúng ta cần tách. Sau đó mọi người thực hiện cái lệnh đó là layout rồi vô speed cell. Yeah. Đây vô layout rồi vô speed cell này. Đó. Còn nếu không thì gì? Mọi người bấm chuột phải để vô speed cell hoặc là vô mấy cái cell. À. Thì trong hội thoại này thì chúng ta sẽ chỉ định cái ô ở cái cột, chỉ định cái số cột ở cái là number of column và cái số dòng ở đây đó là number of row cần tách ra, sau đó mọi người nhấn vào phím OK để mà kết thúc nha. Ví dụ chẳng hạn ở dưới đây là mình gồm hai cái bảng nè, mình gồm hai cái đó là gồm một cái bảng đó là gồm hai hàng và hai cột, nhưng mà giờ mình muốn tách cái cột đầu tiên, thấy chưa? À, muốn tách cột đầu tiên nó sẽ là gì? Ba cột và hai dòng, thấy chưa nào? Thì mọi người sẽ đánh đó là gì? Number of column là 3, number of row là 2. Và sau đó mọi người nhấn enter. Thì sau khi mọi người tách nó sẽ ra như thế này. Ha, 1 này, 2 này, 3 này, 1 này, 2 này. Còn cái dòng bên này thì nó không tách và nó gì? Nó sẽ giãn ra bằng với cái số cột bên này ha. Đây là 1 này, 2 này, 3 này, 1 này, 2 này. Thì ở đây nó cũng sẽ giãn đều ra luôn ha. Được chưa? Rồi, tách thì chắc chắn là phải có gộp đúng không? Bây giờ chúng ta đến cái phương pháp tiếp theo đó là gộp ô. Thì gộp ô ở đây là gì? Để gộp nhiều ô lại với nhau thì chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên là mọi người chọn là cái ô mà mọi người cần gộp. Rồi sau đó mọi người vô cái lệnh đó là vô layout và vô mấy cái cell.
Nếu không thì mọi người chọn cái ô mà cần gộp, sau đó mọi người gì, màu đen cái ô mà cần gộp á, sau bấm chuột phải rồi chọn mấy cái cell ha, thì nó cũng gộp ô lại cho mọi người. Và trong quá trình mà mọi người khởi tạo cái bảng biểu này á, ví dụ như là muốn tạo một cái bảng biểu gì đó thì mọi người đếm cái số dòng mà đếm cái số cột á nha, đếm là đếm cột không có đếm dòng nhá, đếm cái cột mà nhiều nhất nha, đếm số cột nào mà nhiều nhất. Tại vì trên đó có một số, ví dụ như là, ví dụ như trong cái điểm danh của mọi người thấy đúng không? Ví dụ ngày tháng đồ này kia đó mình sẽ tách ra đúng chưa nào? Nhưng mà như mình gộp lại cũng được, mình ghi cho nó là một ngày thôi. Nhưng mà gì, ví dụ các bạn học 10 ngày thì nó sẽ có 10 cái cột, thì các bạn sẽ đếm cái gọi là cái cột gọi là mát, gọi là cột là nhiều nhất luôn á, là để các bạn mà lọc các bảng biểu được chưa? Rồi sau đó là các bạn sẽ gì, nhìn cho nó và các bạn sẽ gì, đánh vô và các bạn nhập được chưa? Nhớ nha, chọn cái cột mà nhiều hàng nhiều nhất, chứ không có chọn hàng nhá, hàng thì thêm được nhưng mà cột á thì các bạn thêm hơi bị khó, các bạn hơn, còn cái cột á thì nó khó hơn ha. Cho nên là các bạn sẽ đếm cột nào mà nhiều nhất. Nhiều lúc bạn đang làm đến nửa chừng xong bạn quay lại buổi sẽ không đúng, thì lúc đó các bạn mới thấy là gì, mình thiếu mất cột rồi, các bạn phải chèn thêm cột. Chèn ở đây các bạn coi thử là các bạn chèn ở phía bên nào nữa ha. Cho nên là gì, để tránh cái hiện tượng nó xảy ra, bị sai sót nó xảy ra, thì các bạn cứ đếm cái nào mà cột nào mà nhiều nhất, hay gọi là mát á, mát cột luôn á. Rồi tiếp theo là chúng ta nói đến cái trình bày bảng biểu và trang trí. Thì ở đây thì cái nội dung trong các cái ô ấy, thì mọi người có thể trình bày bằng các cái biểu là biểu tương lệnh của như là phong nè, và paragraph nè, bullet hoặc là print nha. Và ngoài ra thì bảng biểu nó còn có nhiều lệnh riêng để mọi người trình bày các cái ô, bằng cách đó là dùng cái biểu tượng trên cái thanh đó là table and border để mọi người trình bày. Rồi tiếp theo đó là tạo khung viền và cái nền cho cái bảng biểu của chúng ta là gì. Khi mà chúng ta tạo cái bảng biểu thì thường thường chúng ta thực hiện một cái thao tác đó là cái viền và cái nền cho cái bảng biểu. Và để làm được điều này á thì mọi người sẽ thực hiện cái thao tác như sau, đó là gì, mọi người vào cái ô mà mọi người cần định dạng, sau đó mọi người thực hiện đó là vô page layout rồi vô page border. À, để định dạng cái viền thì chúng ta sẽ chọn cái tab đó là border, thì hộp thoại nó sẽ xuất hiện như sau. Đây hộp thoại nó sẽ xuất hiện như này ha. Trong hộp thoại và border and sardine, ở đây chúng ta có 3 cái thẻ border, thẻ paper border và thẻ sardine. Thì ở đây mọi người sẽ chọn nó là gì, mặc định đầu tiên khi nhảy vô á là máy nó sẽ chọn mặc định ở đây là paper border, nhưng mà mọi người không chọn trong cái paper border này, mọi người trong chọn cái thẻ ở đây là thẻ border. Và trong thẻ border với paper border nó giống nhau, đó là đều có nông nè, đây có box nè, có shadow 3D và custom. Rồi ở trong style này là các cái đường viền. Rồi màu thì các bạn có thể muốn màu gì thì các bạn sẽ đổ màu đó, chọn cái màu đó. Rồi cái độ rộng của cái bề mà các bạn muốn gọi là đường viền nha nào. Đấy. Rồi sau đó là update to, ở đây cũng là hue document và this selection, có nghĩa là tại cái chỗ vị trí màu đen á, giờ tại cái vị trí mà hiện hành á, cái chuột hiện hành như nào. Nhưng mà đây các bạn sẽ chọn qua thẻ border nha, không có chọn bay border nha. Ở trong đó thì mọi người sẽ thấy nó có là gì, dòng style thì có nghĩa là mọi người chọn cái kiểu mà kẻ đường viền, color là mọi người chọn cái màu của đường viền, width là mọi người chọn có độ rộng và dày của cái đường kẻ, độ preview là cho phép quan sát cái tác dụng của cái kiểu đường viền được định dạng. Và ngoài ra thì các bạn có thể click chuột vào cái nút tương ứng để thiết lập hoặc là loại bỏ cái đường viền mà tương ứng này nha. Rồi tiếp theo một cái nữa đó là cái sử dụng công cụ là draw table hay gọi là cái bút chì mà bạn vẽ. Thì trong một cái bảng biểu phức tạp thì đôi khi chúng ta cũng cần có những cái đường kẻ và những cái khoảng trắng bất thường, và việc sử dụng công cụ mà draw table này sẽ giúp chúng ta vẽ được các bảng biểu và bổ sung các cái đường kẻ vào một cái bảng biểu. Thì mọi người sẽ thực hiện theo các bước như sau, đó là gì. Đầu tiên nó là trên cái thanh mà table em border thì mọi người chọn cái kiểu đường kẻ, chọn có độ rộng và chọn cái màu sắc của cái đường kẻ nha. Rồi và mọi người chọn công cụ là round table, thì con chỗ chuột ở đây nó có dạng bút, có hình dạng đó là một cái bút chì, và mọi người sẽ gì, kéo chuột từ cạnh này sang cạnh khác để vẽ ra một cái bảng biểu và chỉ có một ô thôi nha. Rồi sau đó thì mọi người đã đặt con chỗ chuột vào cái bảng biểu đã vẽ và kéo chuột từ cạnh này sang cạnh khác để vẽ cái đường kẻ trong cái bảng biểu của chúng ta. Và cách làm này tương tự như là cái lệnh switch cell, có nghĩa là gì? Chia ô ra.
À, và sau khi chúng ta đã vẽ xong á, các bạn biểu thì mọi người clip bạn biểu tượng Roundtable thêm một lần nữa để tắt cái tính năng này đi. Còn nếu không thì mọi người sẽ dùng cái nút đó là ESC để mọi người mà bỏ tính năng này. ESC nha. Rồi tiếp theo một công cụ nữa đó là công cụ Eraser. Thì cái công cụ Eraser này dùng để gì? Để xóa cái đường kẻ trong các bảng biểu. Và đây cũng là cái, đây cũng chính là cái lệnh mà cái cell và click chọn một cái công cụ Eraser nha. Con chỗ chua thì nó sẽ có dạng ở đây là cụ tẩy. Và sau đó thì mọi người đặt cái con chỏ tới cái đường mà mọi người cần xóa. Sau đó mọi người sẽ kéo con chuột để đánh dấu cái đường cần xóa, nó sẽ ra một xám. Sau đó mọi người nhả chuột thì đường kẻ sẽ bị xóa. Sau đó mọi người sẽ nhấp lại thêm một lần, nhấp nút Eraser này thêm một lần nữa để tắt cái lệnh này đi. Hoặc là mọi người nhấn nút ESC để tắt cái lệnh này đi nha. Rồi tiếp theo đó gì, để trang trí mà các bạn biểu nhanh thì mọi người có thể dùng là Table Auto Format. Khi vẽ các bạn biểu đã được tạo ra rồi và mọi người muốn là gì, đánh dấu toàn bộ các bạn biểu, sau đó mọi người click vào cái biểu tượng đó là Table Auto Format. Thì là thì nó sẽ có một cái bảng biểu trang trí nhanh rồi sau đó mọi người có thể chọn. Rồi sau đó là gì? Sau đó thì mọi người có thể chọn một cái bảng biểu và chọn các cái lệnh thích hợp, sau đó mọi người click vào cái nút đó là ok là xong. Rồi tiếp theo đó là auto text. Thì cái auto text đây nghĩa là gì? Cái chèn cái chữ mà gọi là tự động. Đây là khả năng tự động chèn vào các văn bản hoặc là các đoạn văn bản của mọi người á, hoặc là đồ họa thường xuyên được sử dụng ở trong văn bản của chúng ta. Và chúng được định nghĩa và lưu trong các văn bản hoặc là các template tương ứng. Và mỗi auto text được xác định thông qua một cái tên riêng biệt. Sử dụng auto text thì sẽ kiểm giúp chúng ta đó là gì? Tiết kiệm được cái thời gian trong quá trình mà chúng ta soạn thảo văn bản này. Và cách để tạo cái mà auto text entry này như sau. Để tạo mới một cái auto text entry thì chúng ta sẽ làm là cái gì? Chọn cái văn bản mà cần lưu trữ. Rồi trong cái auto text entry mà mọi người thực hiện cái lệnh đó là insert with spark auto text. Và trong cái hộp thoại này, sau đó nó sẽ xuất hiện ra một cái hộp thoại và chúng ta sẽ gõ là cái tên của auto text entry vào trong cái mục mà enter auto text entry here. Rồi sau đó mọi người nhấn một nút ask là xong. Ví dụ như ở đây mình chọn đó là auto text này, mình chọn là chữ T. Mình định nghĩa, mình chọn T á, và mình định nghĩa cho nó đó là trí. Và khi cần đến cái đoạn văn bản ví dụ chữ T này á, mình chỉ khi mà cần chèn cái chữ trí nè, mình chỉ nhấn chữ T xong mình nhấn enter thì nó sẽ ra cái chữ trí, được chưa? Đó. Còn nếu như các bạn dùng, khi các bạn chèn tự động mà nhiều quá các bạn không nhớ thì nhớ là các bạn phải ghi ra một cái tờ giấy hoặc là một cái giấy note vậy đâu, hoặc là một cái note ha, để các bạn nhớ là các bạn đã chèn những cái từ gì rồi. Tại vì nhiều lúc các bạn ghi đang gõ cái chữ A xong rồi các bạn quên, các bạn nhấn enter cái nó ra cái chữ khác sao ha. Đấy. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ chèn cái auto text entry này vào văn bản này như sau. Thì chúng ta sẽ có hai cách. Cách thứ nhất đó là để chèn một cái auto text entry vào văn bản thì chúng ta làm đó là đặt con chỏ soạn thảo tại cái vị trí mà mọi người cần chèn. Rồi sau đó mọi người gõ cái tên của auto text entry. Lúc mà mọi người mà ví dụ gọi chữ T thì ra. Rồi sau đó mọi người nhấn phím enter thì nó sẽ ra là chữ đó là chữ trí. Và là cách thứ hai là gì? Mọi người đặt con chỏ soạn thảo tại cái vị trí mà mọi người cần chèn á. Sau đó mọi người thực hiện cái lệnh đó là insert with spark auto text. Được chưa? Và sau đó mọi người chọn là auto text entry ở trong cái danh sách auto text entry thì có. Rồi sau đó mọi người nhấn cái nút insert. Đó, là xong. Thì đây chúng ta sẽ có hai cách mà các bạn muốn làm cách nào cũng được ha. Rồi tiếp theo là một cái style. Style ở đây là gì? Mọi người sẽ tập hợp các cái định dạng có thể gán cho các cái chữ ở trong văn bản. Và mỗi style bao gồm một cái thuộc tính như là font nè. Người đồng minh tí nghe. Nhầm không?
Rồi. Và mỗi style này bao gồm các thuộc tính như là phông nè, cỡ chữ nè, kiểu chữ nè, khoảng cách nè, canh lề nè. Và các style này cho phép chúng ta đó là định dạng cái văn bản một cách nhanh chóng, chính xác để đảm bảo được cái tính thống nhất ở trong cái văn bản này. Và ngoài những style mà do Word đã cung cấp sẵn thì ta có thể định nghĩa thêm các style khác theo cái ý của mình. Yeah. Và trong Word thì có hai loại style như sau, đó là paragraph style. Thì cái này nó sẽ áp dụng cho một hoặc nhiều cái đoạn văn bản. Hai đó là character style, thì áp dụng cho các chuỗi ký tự được chọn để tạo mới hoặc là chỉnh sửa style. Ta thực hiện cái lệnh đó là mọi người vô format, thì vô style and formatting. Hoặc là mọi người clip vào cái biểu tượng là hai cái chữ A mà có hai màu á, ở trên cái thanh formatting, để mọi người mở hộp thoại mà style ở bên phải cái màn hình. Yeah, thì nó sẽ xuất hiện ở đây là no more này, no spacing này, hidden mode này, hidden height này, title này, super size này, nó có nhiều kiểu để cho mọi người chọn. Yeah. Đó. Tiếp theo đó là gì? Tạo cái tiêu đề trang, là cái tiêu đề trang ở đây là mình bữa mình chạy mọi người đúng không? Header folder đó. Thì cái tiêu đề trang ở đây là các cái dòng chữ nằm ở trên cùng hoặc là dưới cùng mỗi văn bản. Và tiêu đề trang này bao gồm là tiêu đề trên gọi là header và tiêu đề dưới được gọi là folder. Và để tạo cái tiêu đề trang này thì ta sẽ thực hiện cái lệnh đó là insert header and folder. Và khi đó thì màn hình nó sẽ xuất hiện khung hình chữ nhật có tên là header để mọi người gõ cái nội dung của tiêu đề trên. Và tại đây thì ta thực hiện thao tác này giống như là các bạn định dạng ở ngoài các văn bản. À. Rồi và cho tiếp theo một cái nữa là tạo chú thích cho các cái tài liệu. Đó là khi ví dụ như mọi người mà để ý trong các cái ví dụ như cái suy lý lịch của mọi người á, khi mọi người đi, nhìn thấy đó là gì, suy lý lịch nè, rồi đến kính cưỡi ai nè, đúng không, rồi đến họ tên nè, ngày tháng năm sinh nè, địa chỉ nè, số điện thoại đồ này kia, đúng chưa? Và ở đó thì gì, nó sẽ có một cái nốt, ví dụ ở trên cái họ và tên nó đánh là số 1, rồi ngày tháng năm sinh đánh số 2, rồi địa chỉ đánh số 3. Mọi người có để ý không, có để ý mấy đó không, nó mọi người có để ý nó đánh số không, đánh số nhỏ ở trên không? Đánh số nhỏ ở trên không? Hả? Hả? À, mọi người để ý mấy cái đó không? Có để ý không ạ? Mọi người để ý không? Trên suy lý lịch của mọi người thôi, không đi đâu xa. Còn nếu dạ không, có rồi. Có không? Dạ có. À, thì trên đó là gì? Nó sẽ tạo ra các cái footnote và mọi người sẽ nhìn số số 1 là gì? Yêu cầu mọi người ví dụ viết hoa là viết hoa như thế nào, viết hết là các chữ in hoa nè, hoặc là cái thứ hai là gì, ở ngày tháng năm sinh thì ví dụ như là người ta sẽ ghi là gì đối với ngày cái năm sinh mà cái ngày sinh hoặc là cái tháng sinh mà nhỏ hơn 10 á thì phải theo số phòng phía trước nè nhá. À, vậy địa chỉ thì mọi người đi địa chỉ nó cụ thể rõ ràng này kia đúng chưa nào, đấy thì cái đó là tạo footnote. Thì nghĩa là trong cái tài liệu thì thường thường chúng ta sẽ dùng gì, các cái lời chú thích ở cuối cái trang hay là cuối cái tài liệu, và khi đó thì ta thực hiện các cái bước như sau nha. Bây giờ đặt con chỏ tại cái vị trí mà mọi người cần chèn chú thích hay gọi là footnote, mọi người thực hiện cái lệnh là reference insert footnote. Đấy. Nha, đây mọi người sẽ vô là reference rồi vô insert vô footnote, hoặc là mọi người sẽ nhấn cái tô phím là alt tab control này. Control F. Yeah. Để mọi người tạo footnote. Rồi, tiếp theo là một cái nữa là tạo cái mục lục cho cái văn bản. Thì tạo cái mục lục cho cái văn bản ở đây thì chúng ta sẽ gồm có các bước như sau. Đó là đầu tiên là mọi người sẽ định dạng style cho cái nền mục cần đưa vào mục lục. Cái thứ hai là mọi người cần chú ý các cái điểm khi mà chỉ định style. Cái thứ ba là gì? Các cái đề mục cung cấp với nhau có cùng một cái server cung cấp với nhau thì nó có sẽ cùng một style. Rồi các đề mục ở cấp khác nhau thì nên cho nó một cái style là khác nhau.
Và chú ý ở cái bước này là mọi người phải thực hiện một cách chính xác nè. Ví dụ như có một lục mà trong sách của mọi người, của bài trong sách của mọi người á, thường thường mọi người sẽ thấy là bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5. Và trong đó có 10 bài thì nó sẽ ghi là bài 1, từ bài 1 đến bài số 10. Và từ bài 1 đến bài 10 đó là một cấp. Bây giờ cùng một cấp thì các bài với nhau mà. Đó là cùng một cấp được chưa nào? Dạ. Cái thứ hai đó là gì? Cái thứ hai đó là mọi người cái trong cái bài số 1 sẽ có những cái mục như là một lớn ha, gì một lớn là gì, hai lớn là gì, ba lớn là gì ha, thì gọi là cái đúng cái nội dung á, thì từ bài số 1 đến bài số 10 đều có những cái đó, thì mấy cái đó là mọi người cho nó là một cấp khác thì ra nào. Và bước thứ hai là mọi người sẽ đưa cái nội một vào văn bản, có nghĩa là gì, sau khi có hoàn tất cái bước ở bước 1 á mà để đưa cái mục lục vào cái văn bản thì ta làm như sau. Đầu tiên là mọi người sẽ đặt cái con chọn sản thảo tại cái vị trí cần chèn có mục lục, rồi sau đó mọi người thực hiện cái lệnh đó là refresh the table of content. Được chưa? Đây nó sẽ hiện ra cho người đó là mọi người đó là heading 1 này, heading 2 này, heading 3 này. Đấy thì heading 1 là cùng cấp nè. Heading 1 ví dụ mọi người ghi là bài số 1, bài số 2, bài số 3, số 4 gì, hoặc là chương 1, chương 2, chương 3, chương 4 gì đó tùy ha. Cái thứ hai là ở heading 2 đây ví dụ như là bài 1, bài 2, bài 3, bài 4. Đấy. Rồi heading 3 là bài heading 3 ở đây đó là các cái mục nhỏ đi theo, ví dụ 1.1 là gì, 1.2 là gì, 1.3 là gì, hoặc 2.1, 2.2, 2.3. Ha, mấy cái mục đó thì mọi người sẽ cho vào cái heading 3. Dạ. Đấy. Sau khi mọi người tạo ra xong thì nếu như mà còn thiếu á, nếu ít quá không đủ á thì mọi người sẽ gì, tạo thêm heading, thì mọi người sẽ click chuột vào con nút open. Rồi trong cuộc thoại mà table of content thì cái hộp thoại open nó sẽ xuất hiện ra như sau. Và trong cái mục này thì chúng ta sẽ chỉ định thứ tự cái số mà các style được đưa vào cái mục lục bằng cách đó là gì, đánh số tự 1, 2, 3, và ở đây là gì, các bạn có mở tối đa hoặc phải trăm ha. Ở đây có thể gì, các bạn thấy là 4, là 5, hoặc là 6. Được chưa? Đấy, trong cái hộp mà tương ứng với style thì mọi người sau đó đi chọn cái heading, sau khi chọn xong á thì mọi người sẽ click vào nút OK để mọi người trở về hộp thoại mà phía trước. Rồi trong cái hộp thoại mà index and table thì chúng ta sẽ chọn vào cái nút đó là OK để chúng ta mà kết thúc. Đây, chúng ta sau khi chọn xong chúng ta nhấn là OK để chúng ta kết thúc nè. Và tiếp theo là cập nhật cái mục lục cho cái văn bản của các bạn đó là gì, sau khi các bạn đã tạo xong rồi ha, để cập nhật lại cái nội dung hoặc là cái số trang của cái mục lục thì chúng ta sẽ làm như sau. Mọi người click chuột lên cái mục lục và chọn đó là update field. Trong đó, trong cái menu nó sẽ xuất hiện ra như sau, hai dòng. Dòng thứ nhất đó là update by number early, thì cái này là chỉ áp dụng nếu như muốn cập nhật lại cái số trang. Nếu như mọi người chọn là update entry table, có nghĩa là nếu như mọi người muốn cập nhật lại toàn bộ cái nội dung của mục lục, kể cả cái đề mục và cái số trang, rồi sau đó mọi người nhấn OK để kết thúc. Yeah, thì nó sẽ tự động nó sẽ chèn vào ha. Rồi mình sẽ làm từng cái ở đây cho mọi người ha. Đầu tiên ha, rồi đây mình sẽ làm những cái gì nãy giờ mình nói ha. Đầu tiên là mọi người tạo cái bảng biểu đúng không, mình sẽ xóa cái này đi nhé, đây có thể cần dùng chung lại. Tạo bảng biểu đây thì mọi người có thể dùng hai cách. Đầu tiên là mọi người vô insert này, thì ra mọi người thấy ở đây là có dòng table này, mọi người nhấp vô table ở đây, mọi người sẽ gì, chọn hàng ngang và chọn hàng dọc. Ví dụ ở đây mình chọn là một đây, ví dụ là chọn 3 hàng, 4 hàng, 1, 2, 3, 4, 1, 1, rồi chọn cái này đi xuống, thì ra 4, 4. Ví dụ ở đây là mọi người ghi là gì, số thứ tự nè, họ và tên nè, rồi gì thế làm sao ở ngày tháng đi, năm sinh cho luôn, 4 ngày tháng năm sinh cho ngày tháng năm sinh luôn. Rồi gì nữa, đây ví dụ ở đây thì mình chọn là ngày tháng, ví dụ là ngày nè, mình sẽ chọn ngày tháng năm sinh đi. Cái này là địa chỉ nè ha, cuối cùng là ghi chú thì dễ. Đấy, bây giờ ở đây mọi người chọn số, mọi người có thể dùng này bullet and green ha. Này, ở cái dòng mà tab style này, mọi người để ý ở dòng tab style này. Giờ nào, mọi người bôi đen đi ha. Mọi người để ý cái dòng tab style đây này, nó có những cái style cho mọi người chọn này. Ví dụ chọn màu nè, đó, chọn theo kiểu nè. Ví dụ chọn cái này nè. Giờ thì nó sẽ ra hai màu khác nhau này. Bây giờ nào, những cái đề mục này nó sẽ khác này. Đấy. Và ví dụ ở đây mình cái chọn này mình dòng color sẽ biến này. Chọn là màu ha. Đây.
Rồi để kêu con gái gửi lại, gửi qua số rồi của mẹ phải không? 2000 chẳng hạn, địa chỉ là gì đó, ABC vô chẳng hạn, cuối cùng ghi chú. Và các bạn để ý đó là gì, khi con nhỏ đứng ngay chỗ cái cột mà ghi chú đây nè, mọi người nhấn tap một lần nữa thì gì, nó sẽ xuống thêm một dòng nữa cho mọi người nè. Đó, mọi người nhấn bao nhiêu lần tap thì nó sẽ gì, xuống bấy nhiêu dòng cho mọi người ha. Cho nên được giữ cái dòng này cho mọi người, chỉ cần chọn một dòng là đủ rồi, không cần chọn nhiều nha. Thấy không? Mọi người chỉ cần chọn một dòng là đủ rồi ha. Chỉ cần chọn một dòng là mọi người có thể là gọi là dùng được ha. Tại vì mấy cái dòng dưới này, ví dụ đây mình bây giờ hiện tại bây giờ mình xóa đi chẳng hạn nè. Bây giờ mình xóa đây, xóa rau ha. Bây giờ ở đây nè, bây giờ nhấn tab này đi qua này đó. Bây giờ mình muốn nhấn xuống dòng nữa thì dễ thôi, nhớ đi xuống nhấn tab, tiếp tục con chỗ cuối cùng nhấn tiếp tab lần nữa đó. Mọi người nhấn bao nhiêu lần tab thì nó sẽ xuống bấy nhiêu lần, xuống bấy nhiêu cột cho mọi người được chưa nào? Yeah. Rồi ở cái cột mà số thứ tự ở đây, ví dụ mọi người muốn đánh số tự mọi người bôi đen nè, rồi sau đó mọi người vô cái dòng là number print, ví dụ anh em mình chọn 1, 2, 3 nè, thì nó sẽ là 1, 2, 3, 4 nè, đó, nó sẽ chạy có bao nhiêu cột, bao nhiêu dòng thì chạy ra bao nhiêu, được chưa? Đấy. Bây giờ mọi người sẽ gộp nè, ha, bây giờ gộp ô này, đánh dấu ô thì mọi người biết rồi, chỉ cần gì bôi đen vô thôi, được chưa nào? Rồi mọi người nhấn chuột phải ở đây. Mọi người sẽ coi thử là border star nào cần. Cái bề rộng của nó đâu rồi? 2. Rồi phải vô phòng mà vô layout. Đây, mọi người bôi đen cái dòng đó rồi, xong mọi người vô layout, mọi người sẽ thấy cái này gì? Chiều cao và cái độ rộng nè. Được chưa? Còn nếu không thì gì? Chọn luôn là digit boost round để cho ngồi nó ôm. Nó sẽ ôm vô cái dòng này, được chưa? Ôm vừa đủ luôn. Đó. Được chưa nào? Rồi bây giờ là chúng ta sẽ đi gì? Đi gộp ô nè. Bây giờ mình gộp hai ô này là 1 nè. Hay là có thể mình chèn thêm một cột nữa đi ha. Vô insert này. Rồi mình chèn bên phải đi, cho thêm ô nữa. Bây giờ mình chọn mình muốn gộp hai cái ô cuối này thành một mà hai cái ô này thành một ô nè. Yeah. Thì mọi người sẽ bôi đen cái ô mà mọi người cần gộp á, bôi. Rồi sau đó mọi người nhấp chuột phải. Mọi người chọn gì? Magasel. Thấy không? Mọi người thấy chữ Magasel đây chưa? Đấy, gộp ô thì hai cái ô này thành một nè. Được chưa? Được chưa nào? Thành chưa? Thành ô chưa? Thấy rồi đúng không? Đấy, thầy. Rồi tiếp tục thêm cái nữa. Đó là mọi người chèn thêm ô nè. Ví dụ ô dưới này mình muốn chia ra nè, mọi người cũng nhấn nó là gì? Vô nhấp chuột phải vô cái ô mà mọi người cần chia á, sau đó mọi người vô là split cell. Đấy, vô split cell nè. Và ở đây thì mọi người sẽ thấy ở đây là bình thường là gì? Number column là 2, number up row là 1. Mình chọn muốn thích thì dưới này mình chọn thêm số nữa, 22 đều cho nó đẹp. Rồi, để vô. Đấy, 22, được chưa? Nó sẽ chọn nè. Và cái ô dưới này nó sẽ chia đều ra nè. Mọi người muốn chọn 3 ô cũng được, 4 ô cũng được, bao nhiêu ô cũng được ha. Được chưa nào? Ở trên lựa chọn đây là 1 này, 2 này, 2 ô này. Và bên này thì chỉ có 1 thôi, được chưa? Rồi, bắt đầu giờ là gì? Đi xóa nè. Đi xóa từng bước 1 nè, gộp lại thành ô thôi. Nhiều ô quá rồi. Ha, à, thì bắt đầu là mọi người sẽ đi gộp ô này. Và bây giờ mình sẽ vô các cái bước để mọi người mà gọi là gì? Chia ô ra này bằng cái công cụ mà draw win nè, thì mọi người vô layout nè, được chưa? Và mọi người để này là draw table và eraser. Ví dụ như ở đây mình muốn đang sử dụng công cụ là draw table thì ở đây mọi người sẽ để ở đây nè, kéo mọi người kéo cái cạnh nè để đi lên ha, chiều đi lên ha, đây hạ xuống một cột, được chưa? Để ví dụ mình muốn chia nhỏ cái này ra nữa, chia tiếp thì mọi người gì cũng kéo từ trên xuống dưới, kéo xuống để khi nó đang có một chân sáu mà gạch mà không liền nhau nè, mọi người thả ra thì nó sẽ chia ô ra cho mọi người nè, thấy chưa? Đó. Tiếp theo là mọi người muốn xóa cái này thì tương tự với cái lệnh của là mấy cái cell thì mọi người cũng như vậy, để vô ngay cái dòng đó mọi người kéo xuống ấy khi nó bôi đen, nha, một màu hơi đen một tí, sau đó mọi người thả ra, thả chuột ra thì nó tự động gì nó sẽ xóa cho mọi người, sau đó mọi người sẽ dùng cái gì EC để mọi người xóa đi, đấy, còn lại là mọi người sẽ đánh được trong cái văn bản này bình thường. Đấy. Được chưa? Rồi, còn gì nữa ta? À, trang trí đúng không? Bây giờ mọi người muốn là trang trí cái đường viền cho cái bảng biểu của chúng ta nè, thì mọi người sẽ vô đó là draw đúng không? Design, vô mọi người vô design nè. Mọi người thấy cái bay border này chưa? Thấy chưa? Thấy bay border chưa?
Đấy, bây giờ rồi này. Thấy chưa? Vô rồi. À, thấy rồi đúng không? Rồi, mọi người nhấp vô by border nè. Và mọi người chọn ở đây là gì? Border nha, không có chọn by border nha. Chọn border. Rồi, mọi người chọn ở dưới đây là bây giờ mọi người muốn là độ bóng hay là muốn cái làm gì thì mọi người sẽ chọn vào đây. À. Bây giờ mọi người trang trí các đường ở đây, ví dụ như là ở cái đường giữa trường chia đâu ra nè. Bây giờ ở cái đường này nè thì mọi người không thích cái đường đó, mọi người thích đường gạch 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 này, đúng không? Mọi người sẽ chọn vô cái đường gạch này ha. Mà chỉ chọn cái ô này thôi. Rồi cái ô, các cái ô còn lại thì mọi người sẽ chọn là bình thường ha. Rồi sau đó mọi người nhấn ok. Đấy, mọi người thấy những cái dòng gạch ngang này giờ nó sẽ gạch như thành những cái nét đất. Dạ. Rồi tiếp theo là gì mọi người muốn nó gọi lại giống như là trang trí cái đường viền của mọi người, đổ bóng cho cái đường viền của mọi người nè. Rồi bây giờ là mình mới dùng đến gọi là gì? Thằng bay border này. Mọi người vô sao đao nè. Rồi mọi người sẽ dùng về mình chọn một cái màu đi sao cho nó nổi và nó dễ thấy ha. Đen này đi. Và cái độ của nó khoảng là 1/2. Còn 1/2. Sau đó mình nhấn ok. Nó ngồi nó bôi hết luôn. Đó. Mọi người thấy chưa? Khi mọi người mà chọn cái mà không chọn cái border mà mọi người chọn cái bay border là nó ngồi nó ôm hết nguyên một cái bảng biểu của mọi người luôn ha. Nha. Đây bây giờ mình chọn bốn cái ô này là bốn cái màu này ha. Màu đen đây bây giờ mình chọn là màu đỏ đi nha. Ui, màu đỏ gì nó nổi quá khó khăn. Màu xanh này đi. Đó, chọn vô. Rồi nếu như mà mọi người không thích cái kiểu đó mà mọi người thích là kiểu hai gạch đây nè thì mọi người cũng chọn cái kiểu hai gạch ở đây, ví dụ 3/4 chẳng hạn, nhỏ hơn tí. Đó, mọi người nhấp vô, mọi người nhấn ok. Đấy, các bạn biểu của mọi người nè. Nó sẽ ra cái đường hai gạch này. Được chưa? Được chưa? Đó. Rồi ví dụ như mọi người muốn chọn cái đường gạch ở cho cái đường kẻ ở trong mọi người là nó màu khác đi ha, một cái kiểu khác chẳng hạn. Để coi còn cái kiểu nào được không? Ví dụ kiểu nét đứt mà rời nhau mà rời cách xa đây nè. Thì mọi người nhấp vô đây. Dạ, yeah, sau đó mọi người chỉ công việc nhấp vào đây nữa thôi ha. Rồi xong. Cái kia nó chọn tiêu. Kích vào lại. Rồi nhấn ok. Đấy, thì nó sẽ ra và mọi người chọn cái màu thích hợp. Rồi xong ha. Rồi tiếp theo, bây giờ mình nói đến là gì? À, mọi người muốn chọn cái ví dụ như mọi người muốn đóng khung cái mà cái văn bản, cái đoạn văn bản của mọi người á. Thì mọi người cũng gì? Cũng bôi đen cái đoạn văn bản của mọi người nè. Dạ, yeah. Sau đó mọi người vô Paint Border. Đó, bắt đầu mọi người chọn ở đây đó là border này. Mọi người ở đây sẽ chọn gì? Sao đao. Ví dụ mình chọn sao đao ở đây ha. Thì ở đây nó sẽ đồ bóng ở dưới này. Bây giờ mình đồ bóng cái này thì mình muốn lấy một cái nào nó khác đi tí ha. Ví dụ là cái dòng này đi. Ví dụ to dữ vậy. Đây. Đó, nhỏ lại. Đi ha. Thì 3/4. 4/4 thế, 1/2, 4/4 thế, ý chữ. Thôi rồi, mình chọn cái màu, mình chọn một cái màu đi, mình đổ viền đi. Sau đó mọi người nhấn ok thì mọi người sẽ thấy cái gì, nó sẽ bao quanh cái khung này và nó có một cái viền dưới cho mọi người nè. Đó, được chưa? Nó sẽ bao quanh. Còn nếu như mà mọi người mà chọn border text á, bay border ở đây á, mà mọi người chọn sao đao ở đây thì xin hứa rằng nó không phải bao cái chữ đó đâu, mà nó bao nguyên cái khổ giấy của mọi người luôn ha, và nguyên cái trang của mọi người luôn. Đấy, giờ ở đây mình chọn như vậy ha. Giờ sau đó mình nhấn ok nè. Được chưa nào? Thì xin nữa rằng nó bao nguyên cái trang của mọi người luôn, từ trên dưới này. Đấy, nó bao nguyên cái trang luôn chứ nó không bao theo chữ ha. Cho nên mọi người lúc khi mọi người làm thì mọi người nhớ đó là mọi người phải chọn vô cái border để mọi người làm. Rồi. Nhìn chúng ta. Dạ. Gì hét dữ vậy? Rồi. Còn đây là các cái style mà mọi người có thể chọn ha. Mọi người muốn chọn kiểu tay kiểu gì cũng được ha. Đấy là chọn cái màu á, chọn cái kiểu mà trang trí này nè. Nha. Rồi tiếp theo bây giờ mình chọn đến cái ví dụ như là font nó nè. Mọi người để vô đây, mọi người chọn đây, ví dụ đây là số 1 đi ha. Thì mọi người sẽ bôi đen cái số 1 này, đóng mặt đóng mặt đi. Nha. Mọi người bôi đen cái số 1 này đi nè. Đấy. Bôi đen cái số 1 này đi ha. Rồi sau đó mọi người sẽ vô là Refension. Và mọi người ở đây để ý là insert font node, mọi người nhấn vô. Và mọi người sẽ định nghĩa cho insert font node đây đó là gì. Tham khảo từ nguồn nào đó. Ví dụ như là ghi là tham khảo từ nguồn ha. Từ nguồn gì đó, 1-2-3 chấm chẳng hạn. Rồi sau đó mọi người nhấn nút vô. Thì khi mọi người để ý ở đây á, mọi người để vào đây nè. Ở cái số 1 này nè. Thấy chưa nào? Khi mọi người để ý ở đây á, khi mọi người nhấp vô á,
thì nó sẽ hiện lên là gì, nó sẽ báo là tham khảo từ nguồn nào đó, mình ghi là tham khảo từ nguồn ba chấm ở đây, thì cái số 1 mọi người để ở đây nó cũng là gì, nó sẽ để ra là tham khảo từ nguồn gì đó, được chưa? Ừ. Khi mọi người đọc các tiểu thuyết hoặc là đọc các cái cuốn sách mà ở bên các cuốn sách á, thì mọi người bình thường nó sẽ là ghi chú, nó có một cái ghi chú á, thì được chưa? Thì mọi người để ý nó là mọi người biết là nhìn vô là mình sẽ biết, ừ, nó muốn nó lấy từ cái nguồn nào. Ví dụ mai mốt mà các bạn mà có đi học lên á, học lên cao á, đại học thì chưa chắc các bạn đã làm cái này đâu, mà lên thạc sĩ á, các bạn bảo vệ của luận án á, thì xin hứa rằng các bạn cũng phải gì, có các cái nốt đây nè, để gì nhấp vô để con biết đó là ở đâu, ở nguồn lấy từ đâu, nguồn này có tin tưởng được hay không nha. Đó. Tiếp theo một cái nữa là tiêu đề trên, tiêu đề dưới thì bữa mình đã nói rồi, mọi người chỉ cần gì đúp vô thôi, đúp vô phía trên để dòng trên cùng này nè, thấy chưa? Để cái dòng trên, để cái chỗ trên cùng, xong mọi người nhấp đúp vô là ra được cái header, và mọi người kéo xuống dưới đây là nó ra được cái footer, được chưa? Được chưa nào? Và mọi người đánh cũng như bình thường, hôm bữa mình đã chỉ rồi. À, còn gì nữa không ta? Hết rồi, à chưa? Đây, ví dụ quay lại các bạn biểu này ha. Mọi người vô insert này, vô table này, mọi người vô with table này, nha. Mọi người vô with table, ở đây thì nó sẽ có nhiều cái kiểu để cho mọi người lựa chọn nè. Đấy. Nếu như mọi người không thích cái kiểu này thì ví dụ mọi người có thể chọn là gì? Calendar nè, 1, 2, 3 nè, hoặc là with sub nè, ha. Đấy, có nhiều cái để cho mọi người chọn. Ví dụ như mình thích đó, mình bây giờ mình chọn cái December này, thử coi nó ra cái gì. Thì đây, mọi người sẽ thấy này, nó đánh vô y chang một cái dấu chắc nè. À, ví dụ thứ hai các bạn là gì nè, à, chủ nhật các bạn làm gì, thứ hai làm gì, thứ ba làm gì, thứ tư làm gì, thứ năm gì, sáu gì, đúng chưa? Và đây nó sẽ chạy nè, chạy theo cái lịch hiện tại của mọi người nè. Nên nó sẽ chạy đó là gì, không phải hiện tại, mà nó sẽ chạy là từ 1 cho đến 31, đúng chưa? Bắt đầu là từ ngày thứ bảy nè. Đấy, ví dụ chủ nhật là các bạn làm gì nè, có thể ghi chú và để gì khi các bạn nhìn vô đây là biết, ơ, hôm nay chủ nhật chúng ta làm cái gì nè, đó, giống như là một cái lời nhắc, ha, đấy, đó là những cái style mà có sẵn ở trong cái mà table, nha, nha nào. Còn đối với cái mục lục ở đây thì mình chưa có tạo được cái mục lục, chưa kịp tạo mục lục ha, có thì mình sẽ chỉ cho mọi người. Cái này thì mọi người sẽ vô đó là gì, vô cái dòng mà style này, ha. Mọi người sẽ thấy ở đây là no more nè, no spacing nè, hidden more, hidden high nè. Nếu không thì mọi người sẽ về nhấp vô cái bên này nè. À, không phải nhập select style move. Phải. À, mọi người vô cái style đó ha, không thì mọi người chọn vào đây cũng được nè. Clear. Đây, style 1, style 2, style 3 có nghĩa là mọi người sẽ nhấp vô là các cái dòng mà hidden more, hidden high, hidden 3 á, mọi người nhấp vào đó này, mọi người mà tạo ra cái các style ha. Cắn hidden đấy, một lúc cho mọi người nha. Yeah. Rồi giờ tiếp theo chúng ta đi tiếp theo của phần nữa đó là tạo cái chữ nghệ thuật. Và tạo cái chữ nghệ thuật này mình nhớ hầu như là ai cũng biết cách làm hết rồi, đúng không? Thì ai cũng đã từng làm rồi, đúng không? Thì để mà khởi tạo cái chương trình ở đây được gọi là word art, hay gọi là vì chữ nghệ thuật á, thì mọi người sẽ vô word art này, rồi mọi người vô chọn cái kiểu chữ để mọi người trình bày, là mọi người vô insert vô word art, rồi sau đó thì bước thứ hai là mọi người sẽ gì, click đôi vào cái chọn một cái mẫu trong mà Word Art Gallery, rồi sau đó mọi người nhấn nút là ok để mở hộp thoại là edit word art text. Cái bước thứ ba là mọi người chọn phông chữ và mọi người click vào thước và chọn kiểu chữ, rồi sau đó mọi người xóa cái dòng chữ là cho text here đi và gõ nội dung cần trình bày vào đó, và cuối cùng là mọi người click vào nút ok thì cái hình của A này sẽ hiện ra trong bảng của mọi người đó. Rồi bây giờ hiệu chỉnh thì gì, nhắm vào cái đối tượng cần chỉnh sửa thành công cụ là Word Art thì nó sẽ xuất hiện như sau. Thì khi mọi người nhấp vào đây thì nó sẽ có một cái dòng format ở phía sau đây nè, mọi người nhấm vào cái dòng format ở đây để mọi người chỉnh sửa, gồm có là đổ màu nè, đổ màu cho chữ nè, rồi đổ cái viền cho chữ nè, hoặc là biểu diễn nó đổ bóng nè, hoặc là đổ bóng, hoặc là đổ bóng, hoặc là nó nổi lên hay như thế nào đó, được chưa? Rồi cái dòng Word Art style này là chọn cái kiểu chữ nè, và trong cái dòng chữ A là cái dòng effect nè, có thể là vòng tròn này, có thể là uốn lượn này, có thể là lượn sóng nè, nha. Đấy, thì mọi người vô đó. Rồi set style này thì mọi người sẽ chọn cái màu, có thể chọn no fill hoặc là show fill ha. Cái này thì tùy mọi người chọn, nhưng mà cái này nó tốt nhất là mọi người không đừng vô cái này ha,
mà cái vô chủ format đó là mọi người đã đủ để là trang trí được cái quà này cho mình rồi. Rồi và tiếp theo là chúng ta sẽ xoay cái hình quà này như sau. Để xoay cái quần à thì trước hết chúng ta sẽ chọn cái quần à mà chúng ta cần xoay, và sau đó chúng ta sẽ chọn đó là format rotate. Ở đây hầu như chắc nói chung là ai xài máy tính một lần, từ laptop cho đến để bàn cũng một lần đã bị quay màn hình rồi đúng không ạ? Ít nhất cũng một lần đã bị quay màn hình. Cái quay 180 độ chưa? Có chưa? Có ai bị không ạ? Được rồi đây. Hả? Bị rồi này. Bị không? Có ai bị không nào? Nói nghe thử nha. Thưa thầy, không bao giờ bị luôn. Ừ, ở đó mà không bao giờ bị, chỉ cần nhấm một nút thôi là nó quay màn hình 180 độ ha. Rồi sau đó là gì? Quay ngược màn hình lại mà ngồi chỉnh ha. Ừ. Ở đó mà chưa bị, ở đó mà nói không bị. Nha. Ở đây thì mình bị nhiều rồi. Đang làm là gì? Chỉ cần đến mà mình nhấn một cái chữ khác thôi là nó tự động nó quay màn hình 180 độ. Xong quay 980 độ xong là gì? Mình vẫn chỉnh lại được nhưng mà nó hơi bị ngường tí thôi, không có gì hết. Lúc đó thì các bạn khuyên các bạn là gì, đừng dùng chuột mà các bạn chỉnh, mà lúc đó là các bạn sẽ dùng gì, cái phím mũi tên các bạn chỉnh ha. Và cái phím mũi tên lúc này các bạn không bị sẽ bị quay ngược. Cũng sẽ ngược. Rồi và để xoay cái hình quà này, trước hết thì mọi người sẽ chọn cái quà cần xoay, rồi sau đó mọi người chọn đó là format rotate. Và đây mọi người có thể chọn là quay bên phải bên trái hoặc là quay nguyên khung ha. Rồi sau đó mọi người đặt con chuột tại vị chấm tròn, thì lúc này con chuột có cái dạng là mũi tấn công. Rồi sau đó mọi người kéo chuột để xoay cái hình quà này. Và sau khi xoay xong thì cần phải là clip vào biểu tượng này một lần nữa để cho gì, nó mất cái tác dụng này đi ha. Okay. Rồi và tiếp theo chúng ta điều chỉnh cái chi tiết cho cái chữ bên trong hình quà này. Thì để điều chỉnh trình bày cái chữ bên trong quà đó thì mọi người sẽ gì, click vào cái biểu tượng đó được chưa nào. Sau đó chúng ta chọn là quà xem letter 2, có nghĩa là chữ in và chữ tượng nó có cùng chiều cao. Còn nếu như mà đối với quà frame to contact, có nghĩa là mọi người chỉ xoay cái hình ở trong quà từ chiều ngang sang chiều dọc. Rồi quà alignment có nghĩa là cạnh lề nội dung trong quần ạt. Rồi quần ạt character spacing thì mọi người sẽ thay đổi khoảng cách giữa các ký tự trong hình quần ạt này ha. Rồi đối với vẽ hình và tạo đối tượng thì vẽ hình và tạo đối tượng ở đây thì chúng ta sẽ có là gì ạ? Đâu lúc thì chúng ta dùng đường thẳng nè, dùng mũi tên nè, hình vuông nè, hình chữ nhật nè, hình tròn nè, hình ellipse nè, đúng không? Thì quần thì cung cấp một cái thanh, đó là thanh drawing, và giúp chúng ta có thể sử dụng các cái đối tượng đồ họa như đường thẳng này, hay là line, mũi tên là round, hình chữ nhật là rectangle, hình ellipse là ellipse, và textbox và các đối tượng 3D khác. Thì chúng ta sẽ thực hiện như sau, chúng ta sẽ vào insert, vào shape, được chưa? Và để vẽ là gì? Đối với đường vẽ ở đường line, vẽ line là vẽ một cái đoạn thẳng thì chúng ta chỉ cần kéo chuột chúng ta vẽ thôi. Còn khi chúng ta giữ phím shift và kéo chuột thì đoạn thẳng nào có một cái góc là bội số của 15 độ. Còn khi mọi người giữ control và kéo chuột thì là mọi người sẽ vẽ một cái đoạn thẳng và lấy cái điểm đặt của chuột làm tâm. Cái thứ hai đó là round, là vẽ mũi tên, thì cách vẽ cũng tương tự như là mọi người vẽ có đoạn thẳng. Rồi rectangle đó là vẽ hình chữ nhật, thì gì, mọi người kéo chuột để mọi người vẽ cái hình chữ nhật. Nếu như mọi người giữ phím shift thì mọi người sẽ vẽ ra cái một cái hình vuông, còn giữ control và kéo chuột thì vẽ hình chữ nhật lấy điểm đặt làm tâm. Rồi đối với oval hay gọi vẽ hình ellipse á, thì mọi người kéo chuột để mọi người vẽ hình ellipse. Nhưng mà khi mọi người giữ phím shift và kéo chuột á thì nó sẽ ra cái hình tròn. Rồi giữ control và kéo chuột thì nó sẽ vẽ hình ellipse và lấy cái điểm đặt là lập tâm. Rồi giữ control shift kéo chuột thì nó sẽ vẽ hình tròn và lấy cái điểm đặt là làm tâm. Rồi cuối cùng là cái textbox. Thì textbox ở đây là một cái đối tượng được sử dụng phổ biến để mà đặt cái văn bản tại vị trí bất kỳ trong một cái trang giấy nha. Rồi tiếp theo là hiệu chỉnh các cái đối tượng nè. Thì để hiệu chỉnh các cái đối tượng thì mọi người đưa con chuột tới gần cái đối tượng á. Rồi con chỗ chuột có dạng đó là mũi tên 4 đầu. Yeah. Sau đó là mọi người click chuột xung quanh cái đối tượng được chọn và hiện ra cái nút là hidden ở các cái ô nhỏ á. Sau đó mọi người click chuột vào cái đối tượng đó. Yeah. Sau khi chọn vào cái đối tượng đó chúng ta gì? Ví dụ là đi nhóm cái đối tượng này thì như thế nào? Thì chúng ta sử dụng gì? Phím shift và click chuột lên các cái đối tượng mà chúng ta muốn nhóm. Sau đó chúng ta thả phím shift ra. Và chúng ta gì, sau khi đã chọn hết các đối tượng cần nhóm rồi
thì chúng ta click chuột phải vô group và chọn mục đó là group luôn ha. Thì nó sẽ là nhóm đối tượng lại cho mình. Mình ghi ở đây được theo cái chữ pin, hồi lâu là trên máy là có chữ pin, các cái quần hàng vừa là còn chữ chữ pin ha. Nhưng mà hiện tại thì lên các 26, 29 thì nó bỏ mất chữ pin rồi, còn group thôi. À. Rồi tiếp theo là chúng ta vẽ hình từ clip art. Và cái vẽ hình từ clip art này á là từ quật 2010 đổ xuống thì đang còn cái clip art, nhưng mà từ 23 đổ lên thì nó mất clip art rồi nha. Thì để trang cái hình ảnh từ cái thư viện mà clip gallery thì ta thực hiện theo các thao tác theo các bước sau. Đó là đầu tiên mọi người đặt con trỏ text ở trong văn bản, sau đó mọi người thực hiện cái lệnh đó là menu insert picture clip art, thì hộp thoại nó sẽ xuất hiện bên phải của màn hình mình làm việc. Sau đó thì mọi người sẽ nhấn vào cái nút go thì hình ảnh nó sẽ xuất hiện như sau. Đây nó sẽ ra, ví dụ ở đây mình tìm là computer và mình tìm ở đây là gì, all media file type, thì những cái gì mà thuộc bên computer thì nó hiện ra, ví dụ cái máy tính này, ổ đĩa tư nè, hoặc là chip CPU ha. Đó, nó sẽ hiện ra. Rồi sau đó thì những cái ảnh nào mà được lưu ở trong gallery đó, ở trong đây nè, catalog này nè, thì chúng ta sẽ chọn là catalog mà chúng ta muốn tìm, sau đó là mọi người click lên cái ảnh cần tìm cần chèn. Sau đó click vào cái ảnh hoặc là click vào một cái nút được khoanh tròn ở bên dưới, rồi mọi người chọn cái insert để mà chèn ảnh vô. Cái thứ hai nữa là chọn cái hình ảnh từ file. Cái chọn hình ảnh từ file này là đối với cái cuộc 23 độ lên nè, thì chúng ta có thể là chèn cái hình vẽ từ file theo các bước như sau. Đó là mọi người dùng insert, dùng picture để mở cái hộp thoại insert picture, rồi sau đó mọi người vô login để mọi người tìm cái đường dẫn qua cái ổ đĩa từ một cha đến một con, rồi chọn đến cái tên file mà mọi người chèn vào. Sau đó mọi người chọn cái nút là clip và cái nút insert để mọi người chèn cái hình vẽ mà vào văn bản. Được chưa? Này, đây là các đối tượng này. Ví dụ như ở đây mọi người chọn đây là từ library này đến picture này, sau đến xem sample picture, thì mọi người chọn ảnh ở trong này. Rồi tiếp theo là mọi người để ý trên cái thanh công cụ mọi người nó có một cái nút ở đây á, thì mọi người chọn chế độ là thumbnail. Thì vậy khi mọi người nhấp vô ở đây, nếu như nó không hiện lên á, mọi người nhấp vô thì nó sẽ hiện một cái ô trên này và nó hiện được hình ảnh ra để mọi người chọn ha. Sau đó mọi người chọn sẽ là insert. Và cái cuối cùng ở đây đó là trộn văn bản ha. Thì trộn văn bản ở đây thì chúng ta phải phân biệt được có hai loại văn bản như sau, đó là main document, có nghĩa là có văn bản chính, và văn bản là đây là một cái văn bản mà chúng ta cần tạo ra. Và thứ hai đó là một cái data file, hay gọi là cái file dữ liệu. Đây là một cái file văn bản chứa dữ liệu mà chúng ta cần trộn vào văn bản chính. Và nội dung của file dữ liệu, đây là một cái bản gồm các cái dòng và các cái cột. Các cái cột được gọi là trường hay gọi là field. Và nó có tên được chỉ định bởi cái dòng đầu tiên của các bạn. Và các cái dòng thứ hai trở đi thì được gọi là bản là record. Ha. Ví dụ như ở đây mình sẽ có là các bạn ghi ở đây là đây là cái data file hay là file dữ liệu nè, mình sẽ có là họ tên nè, name nè, ngày tháng năm sinh nè, nơi sinh nè, trình độ đặt lại nè, họ tên bằng tiếng Việt, họ tên bằng tiếng Anh nè. Đấy thì cái này mọi người hay thấy nó gì, ví dụ là mọi người mai mốt mọi người thi tốt nghiệp xong đúng không, thì không một cái khóa của mọi người là gì tốt nghiệp rất là nhiều đúng không, cả trăm người, không ai rảnh hơi đâu mà gì cứ đánh hết cho một người này xong lại là gì xóa đi là bắt đầu đánh tin người khác bỏ vô ha, không có làm như vậy ha. Ở đây thì sẽ dùng hai cái file này để mình in ra và chuyển việc là bỏ cái mà cái phôi bằng này vô xong rồi nó in ra thôi. Ví dụ ở đây nè, những cái là mình cần đổi nè, đó chỉ có là họ tên nè, ngày tháng nè, nơi sinh nè, rồi trình độ nè và đặt lại nè, còn đâu là sẽ giữ lại hết. Và bên đây thì mình chỉ thay đổi ở đây đó là cái mà cái tên thôi bằng tiếng Anh ha. Ở sau đó là gì, mình sẽ chọn chọn ở đây thì chúng ta sẽ làm gì, đầu tiên đó là giả sử ở đây người ở đây là mình đã có hai cái file rồi, đó là data và main document ha. Thì bước thứ nhất là mọi người sẽ sử dụng cái thanh công cụ đó là mailing, và sau đó mọi người di chuyển lên cái phía thanh công cụ và click chuột phải chọn vô mail my guest, thấy nè, đây nè, star mail my guest nè. Rồi sau đó mọi người bước thứ hai là mọi người sẽ chọn cái dòng là step by step mail my guest wizard. Và ở đây thì mọi người sẽ gì, làm theo 6 cái bước ở trong cái này, đây mới là step 1, 1 của 6 này. Thì mọi người sẽ làm theo các bước như sau. Thì ở đây mọi người sẽ thực hiện theo 6 bước hướng dẫn của thanh công cụ. Đây là mail my guest ở bước 2. Đầu tiên đó là mọi người chọn cái tài liệu muốn trộn văn bản hay gọi là trộn thư nè.
Cái thứ hai là mọi người phải xác thực cái kiểu thực thi khi mọi người trộn văn bản nè. Cái thứ ba là mọi người chọn cái file cần trộn, cái nghĩa file đây là file data, được chưa? Rồi bước thứ tư đó là mọi người chọn các cái trường trong cái file dữ liệu kèm vào các cái vị trí mà cần biểu thị thông tin. Bước thứ năm là mọi người xem cái nội dung vừa trộn theo từng cái record một, theo từng cái bản ghi một, và cuối cùng là mọi người hoàn tất cái việc sổ thư và xuất toàn bộ nội dung vừa trộn đi ra ngoài để mọi người in. Yeah. Sau khi mà mọi người xuất ra rồi, ví dụ ở đây mọi người sẽ gì, đánh dấu vào đây, mọi người chọn là cái record đây là chỗ cái bản mà data của mọi người á, là họ tên bằng tiếng Việt, click xuống bên dưới này chọn là ngày tháng năm sinh, rồi click tiếp là nơi sinh, yeah. Còn chương trình tin học này để nguyên, trình độ bắt đầu đến trình độ ở đây thì mọi người để vào luôn cái phòng một trình độ. Yeah, thì nó sẽ in theo một cái danh sách từ A tới Z, nghĩa cái tên của từ A tới Z, được chưa nào? Từ số 1 đến số hết, từ 1 đến hết. Đấy. Rồi sau đó là gì? Câu in này thì gì? Trước khi in in ấn này thì chúng ta nên xem lại toàn bộ cái văn bản để kiểm tra và chỉnh sửa. Và ta có thể làm việc này bằng một trong hai cách sau. Cách thứ nhất là mọi người sẽ vô cái file vô print review, hoặc là mọi người sẽ nhấp vào cái nút đó là cái kính lúp với cái tờ giấy ở trên thành công cụ của mọi người, và khi đó thì màn hình làm việc của Word nó sẽ chuyển sang cái chế độ là preview như sau. Này, giải qua chế độ cho mọi người coi trước khi mọi người in nè, coi thử có đúng chưa nè, và đi theo thứ tự chưa. Đấy, và nếu như có gì sai sót ở trên này thì mình phải chỉnh sửa luôn ha. Yeah. Đó, thì bài học của chúng ta thì đến đây là hết, thì giờ nào có gì thì mình sẽ chuyển cái file ha. Yeah, mình sẽ chuyển file cho mọi người ha. Giờ bây giờ thì đến cái mục là gì? Mục gì đây? Tiếng mục gì đây? Recording stopped. Yeah, rồi trước khi điểm danh thì để mình lấy cái file đó mình chuyển cho mọi người đã. Nếu không mọi người lại la làng lên ha. Câu là thầy ơi không chuyển nữa khổ. Yeah. Đây, mình sẽ chuyển ra. Đâu rồi ta? Đây. Mình chuyển đây xong rồi mọi người quăng lên group ha. Yeah, quăng lên group nhóm á. Còn mọi người đi học thêm thì có thể lên đây để tải về. Các bạn thấy chưa? Thấy chưa? Ở trong cái thanh công cụ chat á, chat trên Zoom á. Thấy chưa nào? Thấy chưa? Thấy rồi. Thấy chưa? Rồi đúng không? Cho thêm bạn để cho nó chat. Còn có người chưa thấy, người thấy rồi. Ha. À. Rồi, còn bây giờ thì mình sẽ là điểm danh nha. Điểm danh, mình bị lộn máy ta. Thử nha. Ừ, may quá, không vô mạng được, cũng không vô mạng được, chết luôn. Tin học. Đây. Ngày mai là các bạn lại tiếp tục đúng không? Bên phần Excel. Phần Excel thì nó hơi rườm rà. Đúng không? Ngày mai là nó hơi rườm rà, rắc rối tí. Bây giờ Excel thì nó hơi rườm rà. Đúng nào? Rườm rà ở đây là rườm rà cái gì đâu, rườm rà rắc rối ở đây nó là gì trên cái các công thức tính toán thôi chứ không rườm rà gì hết. Ừ. Nhưng mà không sao. Yeah. Rồi, bây giờ là mình sẽ điểm danh nè. Cũng chán lên rồi. Ai có tên hay không có tên là mọi người sẽ thấy nè. Mọi người thấy chưa? Thấy cái chỗ điểm danh rồi đúng không? Thấy chưa? Thấy rồi. Ừ. Bây giờ mình sẽ điểm danh ha. Trời ơi. Nhiều dữ nè. Đây. Hôm nay là ngày 27 đúng không? Rồi, đầu tiên là lớp đi Dũng một nè. Chương. Dạ có thầy. Ừ. Thảo Nguyên. Thảo Nguyên. Có không? Thảo Nguyên. Thấy luôn. Ngọc Mai. Dạ có. Hoàng Anh. Dạ có. Rồi. Văn Hải. Dạ có. Ngọc Vy. Dạ có. Chị Ngọc. Dạ có. Thầy ơi. Văn Hải. Dạ có. Thầy ơi. Dạ có. Sao? Thầy ơi, dạ em Bùi Thảo Nguyên á, nãy thầy nói em không nghe. Trời ơi, muốn ngủ. Rồi ok có nhá. Ngọc Bích. Có. Khánh Vy. Dạ có.
Trúc Linh. Dạ có. Thì Nhi, Ý Nhi. Dạ có. Xuân Thảo. Dạ có. Ái Trinh. Ái Trinh. Quế Anh. Dạ có. Hoài Thương. Dạ có ạ. Minh Anh. Dạ có ạ. Thư Lê. Dạ có thưa ơi. Hoàng Nhi. Dạ có. Trúc Giang. Có thầy. Đoan Trang.